Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Công này bản nguyên là Thái Thượng Đạo là ngộ không đạo nhân lĩnh hội Thái Thượng Động Nguyên cái khe lớn mà lĩnh ngộ ra vô thượng pháp môn. Thái Thượng Động Nguyên cướp đoạt tu luyện Thái Thượng Đạo người đạo pháp, tu bổ vết rách lớn, công pháp của hắn cũng có thể hóa đi thể nội dị chủng lực lượng, hóa thành nhục thân chi lực, luyện thành nhục thân bất hoại. Hứa ứng liều mạng Tam Đại Long tộc trưởng lão đều không có bị đánh chết, liền lại tại công này. Minh Mạn công chúa tu luyện công này, tiến triển thế mà lạ thường được nhanh, vẻn vẹn hai ba ngày liền đem vô lậu kim thân tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng để hứa ứng tâm tác lấy làm kỳ lạ. Hứa ứng hướng cô nương này ngữ trọng tâm trường nói, Minh ngoan, hôm nay, ta liền đem vô lậu kim thân chân truyền truyền cho ngươi, ngươi nếu là vận dụng đến tinh diệu, tu vi tiến triển cực nhanh, nếu là vận dụng không ổn, hồn phi phách tán. Pháp không truyền lục nhĩ, người đưa lỗ tai tới, vi sư nói cho ngươi. Minh mạn công chúa đem lỗ tai tiến đến hắn trước mặt, dưới vành tai Minh Châu hơi rung nhẹ. Hứa ứng nhỏ giọng nói vài câu, Minh mạn công chúa đầu tiên là mê mang, sau là kinh ngạc, lập tức hưng phấn đến phát run, có một loại bỗng nhiên quán thông cảm giác. Hứa ứng cười nói, bên ngoài tìm chúng ta người, chỉ sợ đã tìm phập phồng không yên. Chúng ta lên đi, minh mạn công chúa xưng phải, hứa ứng tâm niệm vừa động, đạo tràng niên đảo càn khôn, thế giới dưới đất một chút chưa phá, hai người cũng đã đi vào mặt đất. Lúc này, rất nhiều long hoa thành long tiên kết bạn mà đi, tìm khắp từ phía hứa ứng hạ lạc. Bọn hắn biết hứa ứng người bị thương nặng, tu vi không còn lúc trước, bởi vậy có can đảm truy sát hứa ứng. Hứa ứng cùng minh mạn công chúa vừa mới xuất hiện, liền bị hơn 10 long tiên phát giác, lập tức chạy như bay tới, nhưng xa xa nhìn thấy hứa ứng khí định thần nhàn, không giống như là thụ thương dáng vẻ, bên người còn có một người mắt ngọc mày ngài man di thiếu nữ, không khỏi có chút trần chờ. Minh mạn công chúa cũng có chút trần chờ, vụng trộm nhìn về phía hứa ứng. Hứa ứng trên mặt dáng tươi cười, hướng nàng cổ vũ giống như nhẹ gật đầu. Minh mạn công chúa lấy hết dũng khí, vận chuyển hứa ứng nói tới chân truyền, hướng những long tiên kia phóng đi, lớn tiếng nói tại hạ huyền minh, man gì vậy? Khiêu chiến các ngươi, các ngươi tới đánh ta nha, chương 1186, long huyết sôi trào. Long hoa thành long tiên đối với hứa ứng có chút e ngại, nhưng đối với cái này nhân tộc bộ dáng thiếu nữ liền không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, minh mạn công chúa vừa tiến lên, còn tại nửa đường, liền có vài chục đạo thần thông đánh vào trên thân, trong đó còn có vạn tiễn thần thông, quả nhiên là bắn thành con nhím. Hứa ứng giật nảy mình, lo lắng nàng vừa đối mặt, liền bị người đánh chết. Dù sao minh mạn công chúa chỉ là vừa mới tu luyện vô lậu kim thân, long tiên lực công kích lại mạnh đến mức kinh người, nếu là trong đó xen lẫn mấy người cao thủ, rất dễ dàng liền đem nàng vô lậu kim thân phá. Nhưng gặp minh mạn công chúa quanh thân kim quang lưu chuyển, những cái kia rơi vào trên người nàng thần thông, lại bị nàng vô lậu kim thân hấp thu, nửa điểm năng lượng cũng không có tiết ra ngoài. Nhà đầu này, hứa ứng trong lòng tán thưởng, viễn tổ huyết mạch, thật khiến cho người ta hâm mộ. Minh mạn công chúa thể nội viễn tổ huyết mạch thực sự quá mạnh, để nhục thể của nàng trời sinh cường hoành, cùng vô lậu kim thân phối hợp, nhục thân mạnh hơn, bình thường thần thông căn bản không đả thương được nàng. Minh mạn công chúa cũng giật nảy mình, vạn tiến thần thông phóng tới thời điểm, nàng dọa đến nhắm mắt lại, một mực thôi động vô lậu kim thân, đợi khi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình bình yên vô sự. Nàng lập tức dũng khí đại tráng, hướng cái kia hơn 10 long tiên phóng đi, kêu lên các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cái kia hơn 10 vị Long Tiên gặp Man Di hứa ứng không có nhúng tay, cũng lập tức nổi dũng khí lên, quát Man Di nữ nhân, đưa người tốt chết. Minh mạn công chúa tiến lên, cái kia hơn 10 vị Long Tiên các loại thần thông tung bay, không muốn mạng hướng trên người nàng chào hỏi. Minh mạn công chúa chỉ trong nháy mắt liền bị đánh mộc, nàng dù sao cũng là đế nữ, chưa bao giờ bị người như vậy ẩu đả qua. Nhưng sau một khắc, đến từ viễn tổ trong huyết mạch những cái kia ý thức chiến đấu thức tỉnh, minh mạn thân thể như dao long xê dịch, công kích giống như ứng long giống như mãnh liệt, pháp lực như thanh long giống như hùng hồn, thần thông cương mãnh, cứng tay cứng chân, cùng hơn 10 vị long tiên đánh đến túi bụi. Chỉ nghe bên trong chiến trường kia, thiếu nữ thanh âm hưng phấn chuyển đến, chưa ăn cơm sao ngươi. Thêm chút sức đi, ngay cả man di cô nương đều đánh không lại, bản lãnh của ngươi là sư nương dạy a à. Đánh người khí lực đều không có, hứa ứng để ở trong mắt, nghe vào trong tai, không khỏi vui mừng, cô nương này là tài năng dễ dậy, về sau không thể gọi nàng minh ngoan. Hắn tùy ý minh mạn công chúa đi nghênh chiến những ngày long tiên, chính mình thì cẩn thận dư vị minh mạn ở trong địa cung chỗ đọc thuộc lòng tạo hóa huyền công, tinh tế phỏng đoán, thầm nghĩ, thái cực giả, bản nhiên chi diệu vậy. Động tính giả sở thừa chi cơ vậy, âm dương giả sở sinh gốc dễ vậy, thái cực chiều tượng, đạo giả âm dương hình xuống khí vậy. Động tính vô đoan, âm dương vô thủy, tạo hóa này chỗ do lập chỗ nào căn cứ kinh văn, thái cực, âm dương, tạo hóa cũng đều là tương thông mới đúng. Minh Mạn đọc thuộc lòng tạo hóa huyền công kinh văn lúc, hắn liền phát giác được điểm này, chẳng qua là lúc đó chữa thương quan trọng, không có suy nghĩ sâu xa. Căn cứ kinh văn, thái cực, âm dương cùng tạo hóa, cái này ba loại đại đạo kỳ thật cũng có thể tự do biến hóa, nói cách khác, có thể kết hợp một loại đại đạo. Hứa ứng cẩn thận phỏng đoán kinh nghĩa, nhíu chặt lông mày, phát hiện chính mình tiếp xúc cao thâm kinh nghĩa hay là quá ít, không cách nào làm đến dung hợp thái cực âm dương tạo hóa. Lúc trước hắn sở học, rất nhiều đều là từ Thúy Nham Thạch Khắc bên trên tìm hiểu ra tới. Thúy Nham Thạch Khắc, khắc vẽ chính là triệu hoán các loại động nguyên pháp môn, cực kỳ huyền diệu. Nhân gian giới Thúy Nham, khắc vẽ chính là bỉ ngạn đại đạo, dung hợp cả hai, tiến hành lĩnh hội, liền có thể lĩnh ngộ ra khác biệt công pháp. Hứa ứng võ cực chứng đạo, bao quát thái nhất, thái cực, phô cực, thái thượng, thái thương, võ đạo, thái anh, là chính hắn lúc trước chính mình chỗ lĩnh hội thái nhất bất diệt chân kinh trên cơ sở diễn tiến mà tới mà thái nhất bất diệt chân kinh cơ sở thì là đế thanh huyền thập việt thái hư đạo cảnh tàn thiên trí tôn cấp cao thâm kinh nghĩa hắn đều tiếp xúc không nhiều tạo hóa huyền công ngũ trúc phần thiên công phù đồ thiên tâm quyết cái này ba môn công pháp là bỉ ngạn công pháp hẳn là có dấu bẫy dập không có khả năng trực tiếp tu luyện chỉ cần lấy đạo văn phù văn đến giải mã dùng tân đạo phương thức tiến hành hấp thu hắn đang suy nghĩ minh mạng công chúa tu vi pháp lực đã trở nên càng ngày càng mạnh long tộc hiếu nữ phát hiện chính mình chịu đánh càng nhiều bị đánh đến càng hung ác tu vi liền càng là nước lên thì thuyền lên vô lậu kim thân tạo nghệ cũng liền càng cao không khỏi vừa mừng vừa sợ huyết mạch chi lực của nàng cũng dần dần kích phát ý thức chiến đấu càng ngày càng mạnh lúc trước chưa bao giờ học qua thần thông trong lúc bất chợt liền không ngộ tự minh chưa từng thấy qua chiến đấu pháp môn liền đột nhiên thân trên thong dong thi triển vây công minh mạn công chúa một đám long tiên nguyên bản đại chiếm thượng phong, nhưng đánh lấy đánh lấy, liền không phải man di này cô nương đối thủ, bị nàng kích thương. Đám người giận tím mặt, cũng nhịn không được nữa, tế lên riêng phần mình động uyên, nhao nhao tám hóa, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Còn có long tiên thôi động thần thông, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, ở trên bầu trời nổ tung, hẳn là thông chi những người khác đến đây trợ giúp. Lần này tìm kiếm man di hứa ứng, tam đại trưởng lão riêng phần mình chia ra truy kích hứa ứng, đợi đuổi kịp lúc, lại phát hiện chỉ là hứa ứng một đoàn thanh khí biến thành, mới biết mắc lừa. Bất quá hứa ứng dùng tam thanh nguyên thần dẫn đi bọn hắn, cho thấy hứa ứng thương thế rất nặng, cho nên tam đại trưởng lão hạ lệch, để Long Hoa thành Long Tiên xuất động, tìm kiếm hứa ứng hạ lạc. Giờ phút này thần thông này nổ tung, không được bao lâu, tam đại trưởng lão liền sẽ đuổi tới nơi đây. Phụ cận lại có rất nhiều Long Tiên chạy tới nơi này, không dám công kích hứa ứng, thế là gia nhập vây công minh mạn trong trận doanh. Minh Mạn công chúa chỉ cảm thấy tu vi thực lực của mình tốc độ tăng lên càng nhanh, tâm hoa nộ phóng, chiến đấu càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, trong lúc bất chợt, nữ tử này hét dài một tiếng, một chiêu một thức, long khí bay múa, đem bốn phía long tiên hết thảy trọng thương. Minh Mạn công chúa cũng bị lực lượng của mình giật nảy mình, lúc trước, nàng nơi nào có uy phong như vậy thời khắc. Vô Luận tại Bỉ Ngạn học cung, hay là Càn Nguyên học cung, nàng đều là thực lực tu vi hạng chót cái kia, tuy nói nàng là long đế minh đạo ấu nữ nhưng nên khinh bỉ thời điểm không có thiếu lọt vào bạch nhãn. Mà bây giờ, nàng đánh ngã Long Tiên bên trong, liền có nàng ở trong Càn Nguyên học cung đồng học. Đi theo Man Di sư phụ, chỉ học được một ngày, ta cứ như vậy lợi hại. Minh Mạn công chúa hào hứng đem chính mình đánh ngã mạnh nhất một vị đồng học nhấc lên, rút ra sáng loáng thanh đao nhỏ, bắt lấy vị này Long Tiên đồng học ra đầu. Hứa ứng từ lĩnh hội tạo hóa huyền công bên trong tỉnh lại, gặp tình hình này, vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Cắt ra đầu a? À. Long đình công chúa đương nhiên nói, chúng ta thiên tiên giới quy củ, đang đánh thắng thời điểm có thể cắt mất người khâm phục đối thủ ra đầu, cầm lấy đi bỉ ngạn đổi bảo vật đổi công pháp. Ta lần thứ nhất đánh thắng, hứa ứng mặt đen lên, không được, quá dã man. Chúng ta man gì không làm loại này dã man sự tình, đây là nhục nhã. Cái kia Long tiên bị minh mạn trọng thương, lo lắng cho mình ra đầu khó giữ được, nhưng lại phản kháng không được, nghe được hứa ứng lời nói, không khỏi hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích ngươi một đao đâm chết hắn là được. Hứa ứng lời nói thấm thía, dạy bảo vị này đơn thuần cô nương, đây là đối với hắn tôn trọng. Chúng ta man di đều là làm như vậy, cái kia long tiên trước mắt, ngất đi, hoặc là không có thâm cửu đại hận, thả hắn cũng được. Hứa ứng nói bổ sung, minh mạn lưu luyến không rời buông xuống vị bạn học kia, có chút không cam tâm, nói, sư phụ, đây là ta lần thứ nhất, liền cắt một lần được hay không? Cầu ngươi, không được, hứa ứng lắc đầu, đột nhiên thân hình thoát một cái, đưa nàng ngăn ở phía sau. Minh Mạn bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không tự chủ được bay lên, rơi vào hứa ứng sau đầu võ đạo động nguyên bên trong. Tòa kia võ đạo động nguyên là hứa ứng bảy đại động nguyên chi thống soái, mặt khác lục đại động nguyên đạo lực cùng tiên linh chi khí đều muốn tụ tập ở đây. Động nguyên nội bộ, từng tòa võ đạo trên tiên sơn đang có vô số hứa ứng ngay tại diễn luyện võ đạo tuyệt kỹ, leo lên võ đạo đỉnh phong. Minh Mạn công chúa đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên chỉ nghe hứa ứng thanh âm truyền đến. Ngọc trưởng lão nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Minh mạn công chúa trong lòng nghiêm nghị, Ngọc lệnh tài trưởng lão đuổi tới rồi. Khó trách man di tiểu sư phụ để cho ta trốn ở chỗ này. Nàng đứng tại động huyên hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy đầu rồng thân người, tướng mạo thanh quắc Ngọc trưởng lão hướng bên này đi tới, lão giả này thân mang áo tím, diện mục có chút âm trầm, không giận tự uy. Hắn bát trọng đạo cảnh đã triển khai, tạo hóa thiên luân ở trong đạo cảnh xoay tròn, mà tại tạo hóa thiên luân phía trước đứng vững vàng nguyên thần của hắn, như là một tôn đến từ bỉ ngạn thái cổ thần vương, thân thể vĩ ngạn, dung mạo hình dung, cùng ngọc trưởng lão có mấy phần tương tự. Một màn này để hứa ứng cũng có chút ngạc nhiên, chương 1187, theo lý mà nói, nguyên thần hẳn là cùng người tu luyện giống nhau như đúc, ngọc trưởng lão nguyên thần cùng hắn chỉ có mấy phần tương tự, ngược lại càng giống bỉ ngạn cổ thần, đây rõ ràng là luyện lệch dấu hiệu. Chỉ là hứa ứng lĩnh hội minh mạn chỗ tụng tạo hóa huyền công, cũng không tìm ra môn công pháp này đến cùng chỗ nào lệch. Lấy hứa ứng tầm mắt kiến thức đến xem, tạo hóa huyền công chính là chân chân chính chính vô thượng diệu pháp, thẳng tới bất hủ vô thượng huyền công. Nhưng từ Ngọc Trưởng lão nguyên thần đến xem, tạo hóa huyền công hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ngọc Trưởng lão một bên đi thẳng về phía trước, một bên tám hóa, thản nhiên nói, "Man di hứa ứng, người có thể cảm thấy được ta, tu vi hoàn toàn chính xác không hỏng." Địa tiên giới bực này man hoang chi địa, có thể có người dạng này man di, cũng coi là kỳ tích. Bất quá, hôm nay người phải chết ở chỗ này. Minh mạn nhịn không được nói, ngọc lệnh tài, người là đạo cảnh bát trọng, hứa ứng là đạo cảnh thất trọng, người coi như thắng qua hắn cũng là thắng mà không võ. Lấy lớn hiếp nhỏ, ai mới là man di, không cần cho thiên tiên giới mất mặt, ngọc trưởng lão ánh mắt sắc bén như kiếm, hướng nàng quét tới, đằng đằng sát khí. Minh mạn nguyên lai là long tộc thiếu nữ hình thái, đầu rồng thân người, bây giờ lại là nhân tộc thiếu nữ hình thái, hắn không thể nhận ra thiếu nữ này chính là minh mạn công chúa, bởi vậy trong ánh mắt mang theo sát ý, một ánh mắt liền muốn đem minh mạn chu sát. Nhưng mà trong mắt của hắn thần thông còn chưa tiếp cận minh mạn, liền bị một cỗ vô hình trận ngăn trở. Đó là hứa ứng đạo tràng, ngọc trường lão hừ một tiếng, đỉnh đầu tạo hóa động nguyên bộc phát sáng rực, đạo lực bành trướng, thôi động tạo hóa huyền công đánh tới. Hắn táng hóa cực kỳ triệt để, tạo hóa chỉ đạo uy lực tràn ra ngoài, bốn phía hết thảy sinh linh lập tức trở nên vặn vẹo mà quái dị, vừa rồi những cái kia bị minh mạn đánh ngã long tiên cũng gặp tai vạ, có mọc ra rất nhiều xúc tu, có biến thành đại nhục cầu, có hóa thành cỏ cây. Còn có nhất là thê thảm, trực tiếp tan giã, hóa thành hư ảo. Ngọc trường lão một chỉ điểm ra, tạo hóa chi lực bành trướng, nếu là bị hắn chỉ lực chỗ xâm nhập, nhục thân nguyên thần khó đảm bảo. Phía sau hắn, cổ thần nguyên thần sau đầu tạo hóa chi luân xoay tròn, cũng từ một chỉ điểm ra, thô to không gì sánh được đầu ngón tay đánh tới, uy lực càng thêm cường đại. Hứa ứng thôi động bất hủ bát pháp để tam pháp, lòng vũ, lập tức quanh thân linh quang bay múa, lộng lấy phi thường, tựa như viễn tổ đích thân tới, khuấy động minh mông bất hủ đạo lực đón ngọc trưởng lão đầu ngón tay mà đi. Hai người đồng thời điều vận động nguyên, riêng phần mình đạo lực tăng lên tới cực hạn. Minh mạn công chúa đang đứng tại võ đạo động nguyên lối vào quan chiến, bỗng nhiên sau lưng mãnh liệt đạo lực từ võ đạo động nguyên bên trong vào tới, đưa nàng trùng kích đến thân hình phiêu diêu không chừng. Cô kia đạo lực thực sự cường đại, minh mạn công chúa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng mặt khác lục đại trong động nguyên đạo lực đồng thời rót vào võ đạo động nguyên bên trong, tại trong động nguyên dung hội quán thông. Trong các tòa động nguyên, từng tòa quy mô hùng vĩ tráng lệ đạo cảnh lơ lửng, mỗi một tòa đạo cảnh đều có vạn dặm rộng lớn, do đại đạo ngưng tụ mà thành, đạo lực chính là từ những địa phương kia bắn ra. Những cái kia đạo lực từ bên người nàng trùng kích mà qua, dòng nước xiết bành trướng, lớn mạnh hứa ứng long vũ lực lượng. A a a cô, tiếng long ngâm lại giống như là do đạo kích phát, uy lực kinh người, viễn tổ bất diệt linh quang thân thể rất sống động, bá đạo không gì sánh được, thấy minh mạn công chúa trong lòng thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy thể nội long huyết sôi trào. Ta muốn học cái này. Hứa ứng, Ngọc trưởng lão hai người thần thông va chạm, riêng phần mình khí huyết sôi trào, kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại một bước. Hứa ứng thân thể nhoáng một cái, võ đạo cực ý bộc phát, chỉ một thoáng tựa như vô số cái hắn đồng thời hướng Ngọc trưởng lão công tới. Ngọc trưởng lão sắc mặt biến hóa, lui lại một bước, tạo hóa chi luân phi tốc xoay tròn, trong luân cái này đến cái khác Ngọc trưởng lão đi ra, nghênh tiếp hứa ứng công kích. Hắn cổ thần nguyên thần phảng phất mới thật sự là chủ nhân, nhục thân chỉ là phụ thuộc, muốn tạo mấy cái liền tạo mấy cái. Chỉ là những tạo hóa này mà ra Ngọc trưởng lão, thực lực tu vi cũng không bằng bản thể, nhưng cũng có 4, 5 phần 10 thực lực như thế tạo hóa huyền công đã siêu việt tạo hóa trí tôn rất nhiều hai người thế công mãnh liệt ngọc trưởng lão lại là càng đánh càng giận càng là kinh hãi ngay tại vài ngày trước hứa ứng thực lực tu vi cùng hắn còn có tranh lệch không nhỏ hiện tại lại mờ mờ ảo ảo có thể cùng hắn sánh vai cùng tốc độ phát triển nhanh chóng khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại nhất định phải diệt trừ hứa ứng cảm giác lại không diệt trừ hắn chỉ sợ mấy ngày nữa chính mình liền không còn là đối thủ của hắn hắn cổ thần nguyên thần sừng sững tạo hóa tri luân bên trong một tôn lại một tôn ngọc trưởng lão đi ra số lượng càng ngày càng nhiều lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng tạo hóa huyền công luyện đến trình độ này quả thực đáng sợ đột nhiên cái kia ngàn vạn hứa ứng đột nhiên hợp lại làm một ngàn vạn chiêu thần thông tại cùng thời khắc đó bộc phát hóa thành bất hủ bát pháp đệ ngũ pháp vạn đạo hướng tạo hóa tri luân trước cổ thần nguyên thần đánh tới từng tôn ngọc trưởng lão phi tốc lướt ngang thân thể ngăn tại cổ thần nguyên thần phía trước riêng phần mình hét to Thôi động khác biệt tạo hóa thần thông nghênh tiếp Hứa Ứng cái này không gì sánh được đáng sợ một kích. Những này Ngọc trưởng lão tu vi cao có thấp có, thần thông có tốt có xấu, không ít Ngọc trưởng lão ngăn cản không nổi, bành bành nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Tạo hóa chi luân bên trong một tôn lại một tôn Ngọc trưởng lão bay ra, gia nhập chiến cuộc, vậy mà đem Hứa Ứng một chiêu này vạn đạo ngăn trở. Hứa Ứng cười ha ha, xoay người mà lên, mang theo minh mạn công chúa trốn đi thật xa. Ngọc trưởng lão chân thân giấu ở rất nhiều tạo hóa chi thân hậu phương, vượt qua đám người ra, từng tôn tạo hóa chi thân đằng không mà lên, hướng hứa ứng đuổi theo. Ngọc trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn ra ta tạo hóa huyền công sơ hở. Hắn có tổn thương đến năng lực của ta. Đúng lúc này, thương quyết cùng thanh thu phong hai đại trưởng lão cùng nhau mà tới, cũng từ hướng hứa ứng đuổi theo. Ngọc trưởng lão trong lòng giật mình, hắn cũng không phải là sợ ta, mà là phát giác được thương quyết cùng thanh thu phong sắp tới, miễn cho lâm vào vây công, lúc này mới bỏ chạy. Hắn sát tâm đại tác, càng thêm kiên định muốn trừ hết hứa ứng quyết tâm. Nhưng mà ba người truy tung nửa ngày, lại mất đi hứa ứng tung tích. Lòng đất, thái cổ cự long khung xương bị vùi lấp nặng nề đạo hôi bên trong, cự long thân thể tạo thành một đầu thông đạo thật dài, trên bốn vách tường có cổ quái lòng đất thực vật tản ra u quang. Bọn chúng hẳn là ngày xưa tiên thảo tiên dược, tại Thúy Nham diệt đạo trong đại kiếp may mắn còn sống sót, sinh sôi đến nay cũng chưa từng diệt tuyệt. Minh Mạn công chúa đi theo hứa ứng phía sau, không nổi dò xét chính mình vị này tuổi trẻ sư phụ, thiếu niên tại lòng đất này tiến lên, đi bộ nhàn nhã. Bỗng nhiên, vị này tuổi trẻ sư phụ đỉnh đầu nhiều hơn một tòa động thiên, tràn ngập tạo hóa chi lực. Minh Mạn nháy mắt mấy cái, lại không lâu nữa, hứa ứng trước người sau người nhiều hơn từng tòa kỳ lạ đạo cảnh. Đây là đại đạo chi cảnh, phong cách cổ xưa hùng vĩ như tinh vân hùng kỳ, có vạn tượng vạn loại tạo hóa vô song, các loại đạo cảnh thể hiện ra tạo hóa chi đạo khác biệt phương diện hắn đang tu luyện tạo hóa huyền công minh mạn công chúa kinh ngạc vạn phần man di sư phụ tu luyện bỉ ngạn công pháp nhưng sau một khắc nàng liền nhìn ra khác biệt chỉ gặp tòa động thiên kia cùng đạo cảnh kết hợp đang diễn hóa trở thành một tòa quy mô không lớn động nguyên tiên sơn tự thành tạo hóa chi lực không ngừng từ trong hư không vào tới tòa kia động nguyên đạo lực cũng từ càng ngày càng mạnh động nguyên cũng tại càng ngày càng lớn mạnh thêm ra một tòa động nguyên hứa ứng tu vi cũng đang không ngừng kéo lên tốc độ kinh người hắn cũng không đột phá tu thành trí tôn, nhưng tu vi lại có bước tiến dài. Minh mạn công chúa không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì? Tạo hóa động nguyên, thế nhưng là, tất cả động nguyên, không đều là triệu hoán đến sao? Chẳng lẽ man di sư phụ động nguyên, là tự mình tu luyện tới? Nếu là như vậy, nếu là như vậy, trong đầu của nàng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, đưa nàng suy nghĩ đảo loạn. Nếu là như vậy, ai mới là man di? Nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong lòng yên lặng nói, có lẽ, chúng ta mới là man di. Đột nhiên, hứa ứng thanh âm đưa nàng tỉnh lại, minh mạn công chúa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hứa ứng sáng tỏ đôi mắt. Muốn học a à? tuổi trẻ sư phụ hỏi, nàng trong lòng hưu con sông loạn, nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta dạy cho ngươi, chương 1188, lòng tộc thiên đạo khôi phục. Hứa ứng công pháp võ cực chứng đạo, cần trước tinh thông võ đạo, thể ngộ võ đạo chân lý mới có thể tại trên cơ sở làm ra đột phá, tu thành võ đạo động uyên đằng sau, liền có thể tu luyện dung hợp đạo pháp khác, tu thành mặt khác động nguyên. Như thế công pháp, lấy võ đạo là thống ngự, lấy hắn đạo pháp làm phụ tá, dung hợp các đạo, đạt tới nhất thống, từ đó siêu việt mặt khác công pháp đạo pháp mục đích. Chỉ là trực tiếp đem võ cực chứng đạo truyền thụ cho minh mạn công chúa, vẫn còn có chút khó khăn. Võ cực chứng đạo là hứa ứng bị tiên đế mạnh sơn minh thu hoạch đằng sau, sau khi chết năm thứ năm từ trong phần mộ phục sinh, vô hồn vô phách, không có nửa điểm tu vi, cả người bị móc sạch, chỉ còn lại có túi da, phảng phất cái xác không hồn. Tại loại tuyệt cảnh này dưới, thân thể của hắn nỗ lực thực hiện lĩnh ngộ ra võ đạo cực cảnh, từ trong tuyệt cảnh đi ra một đầu dục hỏa trùng sinh con đường. Minh Mạn không có trải qua loại tuyệt cảnh này, rất khó tu thành võ cực chứng đạo. Bất quá trong cơ thể nàng viễn tổ huyết mạch quả thực vô cùng cường đại, đạo thể trời sinh, cũng không cần đi hứa ứng năm đó đi loại kia con đường. Hứa ứng dứt khoát vì theo tài năng tới đâu mà dậy, đem võ cực chứng đạo chia tách thành thái nhất, thái cực, vô cực thái thượng, thái thương, thái anh, tạo hóa các loại đại đạo, để minh mạn mỗi cái đều tu luyện, nhìn nàng một cái tại này loại thành tựu bên trên cao nhất. Mỗi loại đại đạo đều tu luyện, sẽ kéo chậm tiến cảnh tu vi, bất quá cũng may nàng là đạo thể trời sinh, sinh mà gần đạo, dù là mấy loại đại đạo cùng một chỗ tu luyện tiến cảnh cũng không chậm, không cần hứa ứng hao tổn nhiều tâm trí. Hai người trong bất chi bất giác đi đến bộ xương rồng này cuối cùng, phía trước ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một chỗ bị hạo kiếp phá hủy long thành. Nơi này thái cổ long tộc cường giả số lượng càng nhiều, bọn hắn tầng tầng đạo cảnh trong lòng đất trống lên một vùng không gian, chống cự thúy nham ảnh hưởng. Đạo hôi đem thiên địa bao trùm, trồng chất đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem nơi đây vùi lấp. Mà những long tộc cường giả kia thủ hộ nơi đây đạo cảnh, cũng hóa thành tầng gấp đạo hôi. Từ phía dưới đi lên nhìn, vô số tiên tri tiên thảo quang mang treo ở trên màn trời, hình thành tầng tầng chư thiên đạo cảnh cảnh tượng, cực kỳ tráng lệ. Tiên tri tiên thảo mùi thuốc xông vào mũi, để nơi đây linh khí cực thịnh, ở trong thành hình thành một chỗ giao trì thắng cảnh, linh lực bức người. Chỉ là hứa ứng lại biết, cứ việc tầng tầng chư thiên đạo cảnh cảnh tượng trói lọi phi phàm, nhưng cũng mang ý nghĩa long thành thất thủ. Trong thành tất cả long tộc, như vậy diệt tuyệt, trở thành đại đạo cho tàn. Long tộc trời sinh gần đạo, dùng thúy nham đến diệt đại đạo, thật sự là tuyệt hậu kế sách, ác độc không gì sánh được. Hắn mang theo minh mạn công chúa đi vào tòa này đã thất lạc long thành, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, đem tạo hóa chi đạo tu luyện tới cùng những đại đạo khác sánh vai cùng hoàn cảnh. Minh mạn công chúa đi theo hắn, mới vừa rồi còn đang tu luyện hứa ứng dậy nàng công pháp, nhưng trong bất chi bất giác liền bị long thành kiến trúc hấp dẫn. Bây giờ thiên tiên giới, các loại lối kiến trúc đều là bỉ ngạn phong cách, phía trên khắc vẽ các loại đồ án cũng đều là bỉ ngạn đồ án, văn tự cũng là bỉ ngạn văn tự. Loại này kiến trúc, thô kịch tràn ngập lực lượng cảm giác cùng cảm giác thần bí minh mạn đối với cái này tập mãi thành thói quen thậm chí cảm thấy đến có chút mỹ cảm nhưng khi nàng nhìn thấy những này thất lạc long thành kiến trúc phía trên phức tạp lại tinh mỹ long văn hình dáng trang sức các loại điêu khắc trên gạch đình đài lâu tạ lang kiều mạn đạo cổ kính còn có các loại pho tượng thiên hình vạn trạng rất sống động đã có ghi thực lại có triều tượng tràn đầy nghệ thuật vẻ đẹp khiến cho nàng tâm linh bị chấn động mạnh trực giác của nàng nói cho nàng những cái này mới là thuộc về long tộc đồ vật mà không phải hiện tại bỉ ngạn kiến trúc hai bên đường, Minh Mạn nhìn thấy những cái kia tử vong long tiên hài cốt, không có giấy ruộng dấu hiệu, đều rất thản nhiên, tựa hồ tiếp nhận số chết. Hình ảnh này, có một loại im ắng bi tráng, hứa ứng mang theo nàng đi vào trong thành giao trì bên cạnh, để nàng ở chỗ này tu hành, nơi đây linh khí linh lực dồi dào đến khó có thể tưởng tượng, không phải động nguyên, hơn hẳn động nguyên, có trợ giúp nàng lĩnh ngộ tân đạo từng cái cảnh giới. Minh Mạn nghiêm túc tu luyện, hứa ứng cũng an tĩnh lại, chỉnh lý mình cùng ngọc lệnh tài trưởng lão giao thủ tâm đắc, sau một lúc lâu mới tiếp tục tu chỉ tạo hóa huyền công hắn trong bất chi bất giác tiến vào lĩnh hội tạo hóa huyền diệu bên trong qua không biết bao lâu đột nhiên bị một trận tiếng nước bừng tỉnh theo tiếng nhìn lại chỉ gặp long tộc thiếu nữ kia ngay tại trong giao chỉ tắm rửa sóng nước lấp loáng rất là chói mắt bỗng nhiên nữ hài kia phát hiện hắn tỉnh lại kinh hô một tiếng vội vàng từ trong nước đào tẩu hứa ứng chỉ thấy trắng bóng một mảnh hứa ứng cười ha ha sợ cái gì ta cũng sẽ không nhảy đi xuống cùng nhau tắm Minh mạn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng đi tới. Hứa ứng ngữ trọng tâm trường nói, ta là sư phụ ngươi, tắm rửa loại chuyện này, tại sao có thể đề phòng sư phụ? Sư đồ ở giữa tín nhiệm ở đâu? Minh mạn công chúa tức giận nguyết hắn một cái. Hứa ứng những ngày này luân phiên đại chiến, vừa mới lại thấy thiếu nữ tắm rửa, bất giác có chút khô nóng, thế là liền cởi quần áo muốn đi vào giao trì tẩy một chút. Minh mạn công chúa gặp hắn ở ngay trước mặt chính mình liền thoát y vách, giật nảy mình, cuống quyết đào tẩu phía sau lại truyền tới chính mình cái kia man di sư phụ không tim không phổi tiếng cười to. Minh mạn công chúa đột nhiên tỉnh ngộ, chờ một chút. Man di sư phụ thân thể cấu tạo, cùng chúng ta long tộc phải chăng một dạng. Càn nguyên học cung cùng bị ngạn học cung lão sư nói bọn hắn là chủng tộc cấp thấp, nhưng không có nói qua bọn hắn cấu tạo. Nàng quỷ thần xui khiến dừng lại, tựa ở một tòa núi giả phía sau, vụng trộm hướng giao chỉ bên cạnh quan sát. Cấu tạo cũng là bình thường nha, không có cái gì chỗ kỳ lạ, làn da ngược lại là rất bóng loáng, chính là có chút kỳ quái mau mau, không phải hẳn là dài lân phiến sao. Minh mạn công chúa cùng mình tại học cung sở học nam nữ cấu tạo so sánh một chút, trong lòng kinh ngạc. Hứa ứng nhảy xuống nước, dần dần lên một mảnh bọt nước, đáng nha đáng. Tiểu cô nương xuân xanh 18, ánh sáng trời tắm rửa trắng bóng. Trận trận tiếng ca truyền đến, minh mạn công chúa gắt một cái, ngượng ngùng vạn phần, quả nhiên là man di, cùng những cái kia manh long một dạng ngoài miệng hoa hoa. Nói đi, Nàng lại nhìn lén hai mắt, đột nhiên, một cỗ sương mù không biết từ đâu mà đến, đợi cho sương mù qua đi, tòa này lòng đất long thành thế mà trở nên ngăn nắp đứng lên. Lúc trước những kiến trúc kia bích họa, trong thành cảnh trí, hết thảy tại Thúy Nham tác dụng dưới đã mất đi nhan sắc, giờ phút này lại phảng phất đảo ngược thời gian, lại lần nữa trở nên tiên diễm. Minh Mạn công chúa không khỏi kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, trong truyền thuyết lòng đất những cái kia chết oan long tộc oán linh, thật muốn xuất hiện. Hứa ứng thanh âm xuất hiện tại sau lưng nàng, có chút ngưng trọng, thái cổ thiên đạo, ngay tại khôi phục. Minh mạn vội vàng quay đầu, lại nghĩ tới đến hắn hơn phân nửa không có mặc quần áo, vội vàng quay lại đến, bất quá vẫn là con mắt nhìn qua quét đến như vậy một cái trước mắt, chỉ gặp hứa ứng thế mà đã mặc chỉnh chỉnh tề tề, trong lòng có chút thất vọng, man di sư phụ tốc độ thật nhanh. Hứa ứng đi đến bên người nàng, đóng tốt tóc, đeo một kiện tiểu xảo tử kim quan, rất có khí thức nho nhã, mảy may nhìn không ra manh long đặc chất, nói đây không phải long tộc oán linh, mà là thái cổ thiên đạo tại bỉ ngạn thiên đạo áp bách dưới, bắt đầu khôi phục. Cổ quái, cổ quái, minh mạn cảm thấy mình cái này man di tiểu sư phụ thanh tẩy một phen, thế mà trở nên càng thuận mắt, dò hỏi thái cổ thiên đạo khôi phục, có gì cổ quái. Hứa ứng lần theo thiên đạo khí tức đi thẳng về phía trước, nói nhân gian giới thiên đạo khôi phục là bởi vì đại diệt tuyệt sau còn có rất nhiều nhân tộc yêu tộc nghỉ lại ở trong hắc ám, sinh sôi không thôi, để nhân gian giới thiên đạo từ đầu đến cuối bất diệt, không ngừng thay đổi cùng túy nham hình thành hắc ám thiên đạo đối kháng. Hắn cũng là bởi vì phát hiện điểm này, mới phát giác được bản thổ đạo Pháp chưa hẳn liền so bị ngạn kém. Minh mạn vội vàng đuổi theo hắn, chỉ nghe man di tiểu sư phụ tiếp tục nói, nhưng thiên tiên giới khác biệt. Thiên tiên giới đã táng hóa, bị ngạn hóa, không có khả năng có thái cổ thiên đạo thức tỉnh. Nơi đây hết lần này tới lần khác có thái cổ thiên đạo thức tỉnh, nhất định là xảy ra biến cố gì. Minh Mạn đi theo bên cạnh hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng thình thịch đập loạn, kích động không thôi. Nàng là đế nữ, nơi nào có cơ hội đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ cảm thấy chính mình đời này gặp phải kích thích nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai người rất nhanh đuổi kịp mảnh mê vụ kia, trong sương mù truyền đến trận trận trầm thấp tiếng long ngâm, cổ lão, minh mông, bi thương, nhưng lại ẩn chứa đối với sinh mạng khát vọng. Hứa ứng tâm niệm vừa động, minh mạn không tự chủ được phiêu khởi, rơi vào võ đạo động nguyên lối vào. Long tộc thiếu nữ ngồi xuống, hai chân cúi động nguyên bên ngoài, nhìn bốn phía. Hứa ứng đi vào trong sương mù, trong miệng truyền đến cổ lão long tộc đạo ngữ, dò so hỏi, vị đạo hữu nào ở đây phục hưng thái cổ thiên đạo. Long ngâm kia đột nhiên dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, hứa ứng chỉ cảm thấy dùng mình, mê vụ chỗ sâu phảng phất có một đôi tròng mắt tiếp cận chính mình. Đôi mắt này chủ nhân, cho hắn một loại vô cùng cường đại cảm giác, theo dõi hắn, xem kỹ hắn, tràn đầy hoài nghi, suy đoán cùng không tín nhiệm. Hứa ứng trong lòng giật mình, lập tức cảm giác được nguy hiểm, lui về phía sau. chương 1189, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, chung quanh hắn không gian đột nhiên phản phất biến thành khu vực chất keo, thời không dần dần trở nên sền sệt đứng lên, hắn giống như là một cái bị phong tại trong hổ phách con mũi. Hứa ứng không nói lời gì đem tu vi tăng lên tới cực hạt, võ cực chứng đạo vận chuyển, tám đại trong động nguyên tiên linh chi khí cùng đạo lực như là thiên hà lưu trú, đem hết khả năng cùng trong xương mù đồ vật đối kháng. Nhưng là khí thế của hắn bộc phát một khắc này, bốn phía thời không lại khóa càng chặt hơn, phảng phất có từng đạo xiềng xích đánh tới, đem hắn toàn thân nhục thân nguyên thần hết thảy phong tỏa. Thiên tiên giới lòng đất, tại sao có thể có đáng sợ như vậy đồ vật? Thật chẳng lẽ có tà linh, hứa ứng gian nan xê dịch thân thể, nhưng mà bất kỳ một cái nào động tác đều trở nên không gì sánh được chậm chạp, một loại trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm vào tới trong sương mù vật kia tải ở gần, hứa ứng yết hầu ôi ôi có tiếng, hắn mặc dù bị thời không ngưng kết, nhưng là công pháp lại tại điên cuồng vận chuyển, giờ khác này trí tôn cảnh trở nên trước nay chưa có rõ ràng, chứng đạo trí tôn gần trong gan tắc. Nhưng mà từ đầu đến cuối kém cái này gan tắc, cái này gan tắc tranh lệch, chính là hắn tạo hóa chi đạo bên trên tranh lệch. Hắn bởi vì tu luyện tạo hóa huyền công, luyện thành tạo hóa đạo cảnh cùng động nguyên, đến mức không cách nào tạo hóa chứng đạo, triệt để bước vào trí tôn cảnh. Cái gọi là chứng đạo, là đại đạo lạc ấn thiên địa, động nguyên hình thành hoàn chỉnh đại đạo thế giới, tên gọi tắt đạo giới. Hứa ứng đại đạo khác, tại cỗ này vô cùng kinh khủng áp lực dưới đều có thể làm đến một bước này, duy chỉ có bị tạo hóa chi đạo kéo chân sau. Ta nếu là không có tu luyện tạo hóa chi đạo, lần này nhất định có thể chứng đạo trí tôn, chạy ra nơi đây. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, trong lúc bất chợt hết thảy áp lực giống như thủy triều mất đi, ngưng kết thời không cũng khôi phục bình thường, bốn phía mê vụ giống như hồ trở thành nhạt rất nhiều hứa ứng ngơ ngác, chỉ cảm thấy cặp mắt kia không có tiếp tục nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn hướng ánh mắt kia nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp dần dần trở thành nhà trong sương mù đứng vững vàng một bóng người cao to, trong lúc mơ hồ có thể thấy là đầu rồng thân người hình dáng, khí thế phi phàm. Hắn còn tại nhìn về phía này, nhưng ánh mắt tuyệt không phải đang nhìn ta, chẳng lẽ là... Hứa ứng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp minh mạn mới vừa rồi bị võ đạo động uyên bên trong sông ra đạo lực cùng tiên linh chi khí trùng kích đến suýt nữa bay ra ngoài, giờ phút này váy còn tại phiêu diêu. Long tộc thiếu nữ kia không còn dám ngồi tại động uyên bên cạnh, cuống quyết đứng lên, phồng lên viễn tổ huyết mạch chi lực, tùy thời chuẩn bị cùng mãnh liệt tiên linh chi khí đối kháng. Nàng kinh nghi bất định, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng không có cảm nhận được loại kia đáng sợ áp lực. Lúc này, phía trước cái kia đầu rồng thân người thân ảnh phát ra một tiếng sâu kín thở dài, quay người bước đi. Mê vụ theo hắn mà đi, thiên tiên giới thái cổ thiên đạo cũng theo đó mà khôi phục, để bốn phía tĩnh mịch hết thảy trở nên hoạt bát đứng lên. Tiền bối, hứa ứng lấy long tộc đạo ngữ kêu gọi, đuổi về phía trước, cất cao giọng nói, tại hạ địa tiên giới nhân tộc hứa ứng, muốn hỏi thăm tiền bối liên quan tới nơi đây thiên đạo, xin tiền bối chỉ giáo. Phía trước, cái kia đầu rồng thân người thân ảnh bước chân mặc dù không nhanh, nhưng tốc độ lại là rất nhanh, đem hắn dần dần bỏ xuống. Thân ảnh kia những nơi đi qua, nặng nề đạo hôi vậy mà cũng tại hướng thiên địa đại đạo chuyển biến, thiên địa đạo lực dần dần trở nên nồng đậm. Hứa ứng kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ có người có được bực này cải thiên hoán địa thủ đoạn, có thể khôi phục thái cổ thiên đạo. Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề. Hắn đột nhiên dừng bước, rời khỏi mảnh mê vụ này, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chỉ gặp mới vừa rồi còn không gì sánh được ngăn nắp Long Thành rất nhanh liền lại mất đi hết thảy nhan sắc, trở nên bụi bẩn. Mà khôi phục thiên địa đại đạo cũng không lâu lắm, lại hóa thành nặng nề đạo hôi, vẫn như cũ động lại trong lòng đất. Ha 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 ha, hứa ưng cất tiếng cười to, cất cao giọng nói, ta coi là Long tộc tiền bối tất nhiên kỹ nghiệp tinh thâm, có thể cải thiên hoán địa, nghịch chuyển mục nát, không nghĩ tới tiền bối vẫn là không có làm đến chân chính bất hủ, không đổi được trời, đổi không được địa. Người cái này khu khu bản lĩnh, còn không bằng ta một tên nhân tộc. Man Di sư phụ, đừng nói nữa. Minh Mạn đè thấp tiếng nói, hướng phía dưới hô, trong sương mù quái vật kia, giết ngươi đến rồi. Nàng nói đến đây, đột nhiên ngơ ngẩn, kỳ quái, ta sao có thể nghe hiểu tiểu sư phụ? A, à, gặp quỷ, ta cùng hắn nói chính là cùng một loại nói. Nàng có chút hãi nhiên, chính mình vậy mà không hiểu thấu liền đã hiểu long tộc đạo ngữ, không tự chủ được liền nói ra. Đây là lạc ấn tại trong huyết mạch ngôn ngữ, theo huyết mạch chi lực thức tỉnh mà thức tỉnh. Hứa ứng đối với thiếu nữ lời nói mắt điếc tai ngơ, nhìn xem cuốn ngược mà quay về mê vụ, thản nhiên nói, thiên tiên giới thiên đạo, vãn bối cũng là hiểu sơ. Hắn xoay người mà lên, thôi động pháp lực, điều vận thần thông, thi triển ra thiên tiên ấn. Một ấn này là hắn tại nhân gian giới độ tứ giới thiên kiếp lúc, ở trong thiên kiếp ngộ ra một bộ phận thiên tiên giới thiên đạo, mà sáng lập thần thông. Lúc trước, hắn sáng chế nhân gian, địa tiên cùng thiên tiên tam ấn, dùng chính là cái này tam giới thiên đạo trong đó lấy địa tiên ấn đầy đủ nhất, nhân gian ấn bởi vì bao quát hắc ám nhân gian thiên đạo, bao la nhất, mà thiên tiên giới cảm ngộ ít nhất, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là tam ấn bên trong, uy lực mạnh nhất một ấn. Bất quá về sau, hứa ứng lĩnh hội bất hủ huyền công, lĩnh ngộ ra bất hủ bát pháp, thế là liền đem ba môn ấn pháp này lạnh nhạt. Giờ phút này hắn trong lòng đất thi triển chiêu này thiên tiên ấn, một ấn lật trời, tái hiện thiên tiên giới thiên đạo, cứ việc không hoàn chỉnh, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường thiên tiên ấn đạo uy những nơi đi qua, lòng đất long thành lập tức phảng phất đảo ngược thời gian, về tới ngàn vạn năm trước, các loại sắc thái, ngăn nắp như mới. Thậm chí ngay cả không chung cái kia tầng tầng đạo hôi màn trời, cũng tại hắn thiên tiên ấn tác dụng dưới biến trở về tầng tầng thái cổ cường giả đạo cảnh. Một chiêu này qua đi, mê vụ bị hắn ấn pháp thổi phai nhạt rất nhiều, trong sương mù cái kia đầu rồng thân người thân ảnh hiển lộ ra diện mục, lập tức lại bị vò tới mê vụ che chắn. Đối với hứa ứng tới nói, Tất cả long tộc đều lớn lên một cái bộ dáng, phân không ra tướng mạo, nhưng là Minh Mạn công chúa lại nhìn thật cẩn thận rõ ràng, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi sướng sờ. Hứa ứng một chiêu này uy lực qua đi, không gian lòng đất lại từ khôi phục như thường, trở nên cùng lúc trước một dạng băng lãnh cô quạnh. Không gì hơn cái này, trong sương mù thân ảnh dùng long tộc đạo ngữ cười lạnh nói. Hứa ứng cười ha ha nói, đạo huynh chỉ giáo. Hắn ngay cả tiền bối đều bớt đi, trực tiếp xưng hô đạo huynh thầm nghĩ thất ra nói nhất định phải đánh rắn theo trên cán, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Trong mê vụ kia thân ảnh nghe được hắn gọi mình là đạo huynh, trong lồng ngực sát ý lại lần nữa vào tới, lập tức nhìn minh mạn một chút, lại lại lần nữa dần xuống đến, nói tốt, ta liền chỉ giáo một chút ngươi. Hắn cũng từ xoay người mà lên, một ấn lật trời, ngay trước mặt hứa ứng thi triển ra thiên tiên ấn, trường ấn rơi xuống, thiên đạo hào quang bốn phía, hình thành thiên tiên giới hoàn chỉnh cảnh tượng, ấn pháp huy năng lập tức tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, hắn thiên tiên ấn càng hoàn mỹ hơn, so hứa ứng người khai sáng này còn hoàn mỹ hơn, ấn pháp phạm vi ảnh hưởng, so hứa ứng cái kia một ấn phạm vi làm lớn ra gấp 10 gấp trăm lần, lực ảnh hưởng càng thêm bền bỉ. Trong mê vụ kia thân ảnh thu thế mà đứng, một loại thiên hạ độc tôn đại tông sư khí độ tự nhiên sinh ra, ngạo nghễ nói tiểu bối, như thế nào? Hứa ứng nổi lòng tôn kính, rộng rãi cười một tiếng, nói lên từ đáy lòng, đạo huynh tại thiên đạo tạo nghệ bên trên, thắng qua ta rất nhiều tiểu đệ bội phục trong sương mù thân ảnh nghe vậy sát tâm lại nổi lên lại nhìn minh mạn một chút sát tâm dần dần tán đi quay người đi thẳng về phía trước thản nhiên nói đi theo ta đi hứa ứng vội vàng đuổi theo hắn đi vào trong sương mù minh mạn lúc này tỉnh táo lại từ hắn võ đạo động uyên bên trong trượt xuống đến cúi tại hứa ứng bên tai khí thổ chi lan nói nhỏ man di tiểu sư phụ ta tại cha ta trong thư phòng gặp qua hắn hắn bị cha ta treo trên tường hứa ứng kinh ngạc không thôi gặp được người mình, hắn tựa như là gia gia của ta. Minh Mạn Công Chúa nói, chương 1190, hư hư thực thực bất hủ. Ta không phải gia gia ngươi. Phía trước trong sương mù truyền đến long tộc lão giả kia thanh âm, hư một tiếng, nói, lệnh tổ là cỡ nào cường đại vĩ ngạn tồn tại, ta thế nào lại là hắn. Ta làm sao xứng là hắn, ta chẳng qua là là long bình thủ mộ lão giả họng hẹp mà thôi. Minh Mạn cười nói, cha ta nói, gia gia của ta đã sớm chết. Gia Gia của ta chân dung còn treo ở trên tường đâu, người đương nhiên không thể nào là hắn. Mà lại có kiện sự tình ngươi nói sai, Long Đình vẫn còn, cũng không tiêu vong. Long tộc lão giả kia ngôn từ kịch liệt, Long Đình một ngàn vạn năm trước liền hủy diệt, Long tộc cũng đã sớm diệt vong. Hiện tại Long tộc căn bản không phải Long tộc, chỉ là lớn lên giống Long tộc dị nhân mà thôi. Hiện tại Long Đình cũng là dị nhân nuôi một đám gia súc. Ngươi mới là gia súc, minh mạn tức giận, cả nhà ngươi đều là gia súc hứa ứng giật nảy mình, cô nương này một mực như thế dũng sao. Gặp được chính mình trước đó, nàng làm sao sống được. Thiên tiên giới chỗ nguy hiểm như vậy, liền ngay cả hứa ứng đều cần hành sự cẩn thận, miễn cho bị người khác xử lý. Cô nương này dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, ngay cả cái này thần bí khó lường cao thủ cũng dám thống mạ. Cũng may lòng tộc lão giả kia giống như là đầu óc có chút không đúng, thế mà không có vì vậy tức giận, ngược lại gào khóc, khóc kể lể, không sai, ta vô năng, ta là gia súc. Không đúng, ta ngay cả gia súc cũng không bằng, giống như hắn bực này tồn tại cường đại, ngay cả hứa ứng cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, nói khóc liền khóc, tiểu hài tử đồng dạng. Minh mạn thấy hắn khóc đến thê thảm, lại không đành lòng, khuyên nhủ ta chỉ là ngữ khí nặng một chút, người khóc cái gì? Ta cho người bồi cái không phải có được hay không? Người chớ khóc, tốt tốt, ta là gia súc, cả nhà của ta đều là gia súc, được hay không? Lòng tộc lão giả kia nghe vậy, khóc đến lớn tiếng hơn. Minh mạn bất đắc dĩ, nói, hẹp hòi. Hứa ứng dò hỏi, minh mạn, trong nhà ngươi là làm cái gì, có phải hay không tại thiên tiên giới địa vị rất cao? Hắn hiện tại có chút cảm thấy, chính mình trong lúc vô tình nhặt được nữ đệ tử, khả năng có lai lịch không tầm thường. Minh mạn lo lắng hắn bởi vì chính mình là đế nữ, liền không dạy chính mình đạo pháp, cười nói, nhà ta cũng là không phải cái gì gia đình giàu có, cha ta chính là kế thừa gia gia của ta ban cho, kỳ thật hắn cũng không có cái gì không tầm thường. Hứa ứng hỏi, như vậy, lệnh tổ tên gọi là gì? Là làm cái gì? Minh Mạn nói, ta nghe ta cha trong lúc vô tình nói qua, gia gia của ta giống như gọi là Minh Tuân. Chỉ là cha ta không quá yêu nhắc lên hắn, còn có, cha ta gọi Minh Đạo, hai người bọn hắn đều là làm quan, nàng lo sợ bất an, nhìn về phía hứa ứng, chỉ gặp hứa ứng sắc mặt như thường, hiển nhiên vị này tuổi trẻ man di sư phụ cũng không biết Minh Đạo chính là Long Đình Đại Đế. Hứa ứng nhìn xem phía trước vừa đi vừa nức nở Long tộc lão giả bóng lưng, nói, lệnh tổ năm đó nhất định rất đáng gờm, là cái đại nhân vật. Minh Mạn cười nói, hắn tự nhiên rất đáng gờm, bất quá cha ta cũng rất lợi hại. Phía trước, Long tộc lão giả chẳng biết lúc nào đình chỉ nức nở, tức giận hừ nói, nhiệt chướng. Không biết là đang mắng ai, Minh Mạn biết hắn điên điên khùng khùng, lờ đánh, nói, bất quá cha ta nói, gia gia của ta chết rất lâu, đại diệt việt thời điểm hắn không nguyện ý rời đi tam giới, khi đó liền chết. Phía trước người kia khả năng chỉ là lớn lên giống hắn. Nàng trần chờ một chút, nghĩ nghĩ khả năng, lắc đầu, hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Phía trước long tộc lão giả dưới đất ghé qua, những nơi đi qua, vốn là thật dày đạo hôi địa phương, cũng bị trong xương mù thiên đạo quấy nhiễu, đạo hôi hóa thành thiên địa đại đạo, có thể đi xuyên đi qua. Đợi cho mê vụ qua đi, đạo hôi lại trở nên vô cùng nặng nề, để bọn hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hứa ưng âm thầm tán thưởng, loại mê vụ này, là một loại chạy chối chết thủ đoạn, tại đạo hôi bên trong ghé qua không ngại. Nắm giữ bực này bản sự, coi như so thương quyết, ngọc lệnh tài nhân vật càng mạnh mẽ truy sát, cũng vô pháp tìm được tung tích của ta. Lấy hắn hiện tại thiên đạo tạo nghệ, còn chưa đủ lấy làm đến bước này. Qua không lâu, long tộc lão giả mang theo bọn hắn đi vào một chỗ thế giới dưới lòng đất, quanh người hắn mê vụ dần dần tán đi, lộ ra thân hình cao lớn, chỉ là không có quay đầu đối mặt bọn hắn. Hứa ứng dò xét bốn phía, nơi này thế mà sơn thanh thủy tú khúc thủy uốn lượn thanh u không gì sánh được nơi đây một bông hoa một cọng cỏ một cây đều là tiên chu quý giá không gì sánh được chỉ là loại này tiên chu đối với bây giờ táng hóa long tộc tới nói chính là độc dược nơi này tự thành một giới thiên đạo quy tắc cũng cùng bên ngoài không giống với chỉ là trừ bọn hắn không có người nào nữa bọn hắn đi theo lão giả đi thẳng về phía trước chỉ gặp nơi này trải rộng vách đá trên vách đá có đủ loại long văn hứa ứng đã từng hướng đại long học qua một đoạn thời gian long tộc đạo ngữ nhưng đối với long văn biết không nhiều bất quá những hình khắc đá này bên trên long văn tản ra một cỗ hắn quen thuộc thiên đạo khí thức hẳn là những hình khắc đá này chống đỡ lấy nơi lòng đất này thiên đạo không gian để thiên tiên giới thiên đạo không có hoàn toàn bị hủy diệt muốn học thiên đạo nói chính mình đi xem long tộc lão giả vứt xuống bọn hắn tự mình bận rộn đi từ đầu đến cuối không có quay đầu đến xem bọn hắn giống như là không mặt mũi nào gặp bọn họ tính tình cổ quái lão đầu, hứa ứng lơ đến, hướng minh mạn cười nói, hiện tại đổi lại ngươi là sư phụ. Ngươi dạy ta phía trên này Long Văn, minh mạn giật nảy mình, vội vàng nói ta chỗ nào học qua Long Văn. Ta nhìn đều nhìn không hiểu, ồ, ánh mắt của nàng rơi vào trên những bia đá này, không khỏi kinh ngạc ta thế mà nhìn hiểu phía trên này Long Văn. Lúc này, tính tình kia cổ quái Long tộc lão giả thanh âm truyền đến, minh đạo đầu óc từ nhỏ không thế nào thông minh. Quả nhiên sinh cái ngốc nữ nhi, ngay cả mình huyết mạch thức tỉnh liền có thể nhận ra Long Văn cũng không biết. Minh Mạn giận tím mặt, liền muốn tiến lên lý luận. Hứa Ứng vội vàng ngăn lại nha đầu này, ngữ trọng tâm trường nói, "Vi sư hôm nay sẽ dạy ngươi một cái tuyệt kỹ, đó chính là rộng rãi. Gặp được chính mình rõ ràng đánh không lại, nhất định phải nội tâm rộng rãi, dạng này mới có thể sống đến lâu dài." Minh Mạn đành phải thôi, oán hận nói, "Ta nếu là có thể đánh thắng được hắn, nhất định phải cắt ra đầu hắn." Hai người tiến đến từng khối trước tấm bia đá. Minh mạn tinh tế nghiên cứu bia đá, truyền thụ hứa ứng những long văn này ảo diệu, hứa ứng nguyên bản liền đối với Thiên Tiên giới Thiên Đạo có hiểu biết, trải qua nàng thoảng qua chỉ điểm, liền biết long văn bên trong ảo diệu. Hắn chẳng những nhanh chóng lý giải Thiên Tiên giới Thiên Đạo, thậm chí suy một ra ba, chính là ngay cả long văn cũng lý giải đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Dần dần, hắn liền có thể nhìn hiểu trên tấm bia đá long văn. Nguyên lai like hay là minh mạn cho hắn giảng giải long văn ảo diệu? nhưng về sau chính là hứa ứng vì nàng giảng giải những long văn này tích chứa thiên đạo kiến giải long tộc lão giả kia kinh ngạc không thôi liên tiếp hướng hứa ứng xem ra hiển nhiên cũng bị hứa ứng cao như vậy ngộ tính kinh sợ qua mấy ngày hứa ứng liền đem nơi đây tất cả thiên đạo long văn bia đá xem xét một lần trầm ngâm một lát lại lần nữa thi triển thiên tiên ấn ấn này trong tay hắn thi triển ra thiên bảo vật hoa long quang địa linh thiên đạo chi uy gấp bội tăng lên lão giả thấy thế nhãn tình sáng lên lập tức lại là ảm đạm thấp giọng nói, đáng tiếc không phải ta long tộc, thì có ích lợi gì. Này thiên đạo, không tốt đẹp được á, hắn hối hận, lắc đầu, hứa ứng thanh âm truyền đến, cười nói, sự tình tại rồng là, thiên đạo làm sao lại không tốt đẹp được. Ta nhìn thiên tiên giới thiên đạo sở dĩ có thể tại trong đại phá diệt cũng chưa hoàn toàn diệt tuyệt, chủ yếu dựa vào là không phải các hạ, mà là cái này khắp nơi trên đất tiên chu. Long tộc lão giả giận tím mặt, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, cười lạnh nói, dựa vào những này tiên dược tiên thảo tiên thụ lực lượng, tồn tại thiên địa đại đạo. Người phát ngôn bừa bãi bản sự cũng không hỏng, nhưng mơ tưởng ở trước mặt ta khoe khoang môi lưỡi. Nếu là nói không nên lời như thế về sau, hôm nay đòi mà người tuyệt ở này. Minh mạn công chúa khẩn trương vạn phần, đè thấp tiếng nói nói, nói tiểu sư phụ, rộng rãi. chương 1191, hứa ứng đưa tay ngừng nàng, cất bước hướng lão giả đi tới, thản nhiên nói, đạo huynh, người lấy đạo hạnh tự thân cùng tu vi, tại đạo hôi bên trong trèo trống một vùng thiên địa, cố nhiên là ngươi thần thông quảng đại. Ngươi nơi này tiên chu khắp nơi trên đất, dị thường um tùm, tiên chu cũng là thiên đạo dưới sinh linh, đúng hay không? Long tộc lão giả cố mà làm nhẹ gật đầu, nói thiên tiên giới một ngọn cây cọng cỏ, một lá một trùng, đều là thiên đạo dưới tạo vật. Nhưng này thì như thế nào? Hứa ứng đi vào bên cạnh hắn, đứng tại dưới tay vị trí, mỉm cười nói, nhưng lòng đất không chỉ như thế có được tiên chu. Long tộc lão giả ngơ ngẩn, Hứa ứng nói, ta lần thứ nhất đặt chân đạo hôi vùi lấp dưới lòng đất, liền phát hiện rất nhiều tiên chu tản ra kinh người linh khí linh lực, tiếp tục trong lòng đất sinh sôi. Những địa phương này không có các hạ thiên đạo đạo tràng, không có thiên đạo thoải mái, bọn chúng là như thế nào sống sót. Long tộc lão giả không đáp, hứa ứng thay hắn trả lời, đây là bởi vì, thiên tiên giới thiên đạo, từ đầu đến cuối chưa từng bị Thúy Nham diệt tuyệt. Là các hạ cường giả bực này ngăn trở Thúy Nham diệt tuyệt sao? hay là cường đại long tộc ngăn trở trận này diệt việt. Đều không phải là là những này thiên tiên giới cỏ dại, hắn nhìn về phía đầy khắp núi đồi tiên thảo tiên dược, nói, là những cỏ dại này không ngừng sinh sôi, không ngừng thay đổi, đấu với trời, đấu với đất, cùng túy nham đấu, để cho mình còn sống sót, mới khiến cho thiên tiên giới thiên đạo có thể còn sống sót. Về phần các hạ, dù là tu vi của ngươi cùng đạo pháp sâu không lường được, nhưng ở nguồn lực lượng này trước mặt, vẫn như cũng không có ý nghĩa hắn lắc đầu, người tại một ngàn vạn năm trước hảo kiếp trước mặt, không có thể làm đến bất hủ. Nhưng là những cỏ dại này làm được bất hủ, người hối hận, kém xa bọn chúng. Long tộc lão giả thân thể run một cái, ha ha, ta còn không bằng cỏ dại. Hứa ứng nghiêm mặt nói, người không những không bằng thiên tiên giới cỏ dại, cũng không bằng địa tiên giới, nhân gian giới nhân tộc cùng yêu tộc. Chúng ta tại đại diệt Việt về sau, giống cỏ dại một dạng sinh trưởng một dạng sinh sôi, đi ra diệt Việt, tồn tại đến nay. Long tộc lão giả giận tím mặt, đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén không gì sánh được hướng hắn quét tới, điềm nhiên nói ta không bằng cỏ dại, ta còn không bằng nhân tộc cùng yêu tộc những nô lệ này. Hứa ứng thản nhiên nói, người không bằng, Long tộc lão giả giận không kềm được, liền muốn ra tay giết người. Minh mạn công chúa khẩn trương vạn phần, lớn tiếng nói, người đừng làm loạn, làm tổn thương ta sư phụ, cha ta sẽ đánh chết ngươi. Long tộc lão giả hung dữ nhìn chằm chằm hứa ứng, lấy lão giả này thực lực, tuyệt đối có thể tại trong vòng một chiêu liền đem hắn chu sát. Hứa ứng nói, thiên tiên giới cỏ dại duy trì thiên đạo bất diệt, phát triển thiên đạo, để thiên đạo có thể cùng Thúy nham đối kháng. Địa tiên giới nhân gian giới nhân tộc yêu tộc cũng là như thế. Các hạ đây, các hạ làm cái gì? Long tộc lão giả chán nản, sát khí diệt hết. Hứa ứng hướng dẫn từng bước nói, ta nếu là ngươi, ta liền đi quan sát những cỏ dại này, nghiên cứu bọn chúng sinh tồn ảo diệu, tìm kiếm bọn chúng có thể đối kháng Thúy nham huyền bí. Long tộc lão giả hư một tiếng, đột nhiên đằng đằng sát khí, hứa ứng cho là hắn phải hướng chính mình hạ độc thủ. Long tộc lão giả nói ta có đối đầu tới, các ngươi mau mau rời đi. Hứa ứng nao nao, bỗng nhiên mảnh này đạo hôi bầu trời nổ bể ra đến, phô biên vô tận sương mù xám từ bên trên khuynh đảo xuống tới, trong sương mù xám chuyển đến trận trận khiếp người tâm hồn tiếng giống. Sương mù xám kia những nơi đi qua, bầu trời ăn mòn, như là mục nát trên hồ nước mặt nổi trôi các loại màu sắc bọt khí cùng xanh mơn mởn đồ vật. Tiếp theo, đại đạo thành tuyết, bay lả tả rơi xuống, đầy khắp núi đồi tiên chu cũng tại loại này ăn mòn bên dưới phi tốc khô héo. Trong sương mù xám kia có to lớn sinh vật đang du động, quanh thân khớp xương va chạm, rầm rầm rung động, rất là dọa người. Từ trong sương mù xám chuyển đến tiếng giống cũng cực kỳ khủng bố, giống như là đạo khóc, lại có chút khác biệt. Tìm tới ngươi, trong sương mù xám kia đồng thời có mấy cái nặng nề thanh âm vang lên, lão ngoan cố, ta tìm ngươi rất lâu, lần này không có khả năng lại thả ngươi rời đi hứa ứng sắc mặt ngưng trọng, từ trong sương mù sám kia tản ra khí thế vô cùng kinh khủng, cùng long tộc lão giả kia sánh vai cùng, lại cũng hư hư thực thực một vị bất hủ cảnh tồn tại. Hứa ứng nguyên bản liền suy đoán long tộc lão giả kia là đến từ thời đại thái cổ bất hủ cảnh cường giả, có thể đem hắn áp chế đến không thể động đậy người, chỉ sợ chỉ có bất hủ cảnh mới có thể làm đến. Không nghĩ tới nơi này lại đụng phải một cái trên khí thế tương xứng tồn tại. Chúng ta đi, hứa ứng không nói lời gì, Liền đem minh mạn đưa đến chính mình võ đạo động uyên bên trong, lập tức phi thân mà đi. Tại đỉnh đầu hắn, hết thảy đại đạo mục nát hư thối xu thế phi tốc hướng phía dưới đẻ xuống, muốn đem cái này toàn bộ lòng đất thiên đạo thế giới hóa thành cho tàn. Hứa ứng tốc độ đột nhiên tăng nhiều, đuổi tại cái kia vô cùng kinh khủng sương mù sám đến trước đó, xông ra thiên đạo thế giới. Minh mạn không hiểu thanh âm truyền đến, man di sư phụ, sương mù sám kia, tựa như là ta long tộc đạo Pháp. Thế nhưng là vì sao nó cùng viễn tổ đạo Pháp xung đột. Hứa ứng không lo được trả lời, chỉ nghe hậu phương truyền đến thần thông rung động, hướng bên này đánh tới chấp nhoáng, tốc độ so với hắn tốc độ còn nhanh mấy phần. Hiển nhiên là trong sương mù xám kia tồn tại phát giác được bọn hắn, hướng bọn hắn xuất thủ. Hứa ứng đang muốn tránh né, đột nhiên sau lưng thời không ngưng kết, phảng phất hóa thành chất keo vật chất, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từng mảnh từng mảnh to lớn cốt chất phải rồng ngay tại ngưng kết trong thời không chậm chạp xoay tròn, hướng bên này cắt chém mà đến. Có thể vận dụng thời không ngưng kết thần thông, cái này long tộc lão giả đến cùng là ai? Hắn thật là minh mạn ra ra minh tuân sao? Thế nhưng là, minh mạn nhà đầu này hết lần này tới lần khác đối với long tộc huyết mạch truyền thừa rốt đặc cán mai, tại táng hóa cùng bỉ ngạn trên đạo pháp tạo nghệ cũng không cao. Hứa ứng vừa nghĩ, một bên thôi động chính mình lĩnh hội thiên tiên giới thiên đạo đạo tràng, cắt vào đạo hôi bên trong. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp to lớn táng hóa đầu rồng tại trong xương mù xám như ẩn như hiện, khổng lồ như núi. Tiếp theo, viên thứ hai táng hóa đầu rồng viên thứ ba táng hóa đầu rồng nhao nhau xuất hiện, trong sương mù xám cất giấu không biết bao nhiêu quả đầu rồng, trong đó một viên đầu rồng còn tại kinh ngạc hướng hứa ứng bên này trông lại, tựa hồ đối với hứa ứng hóa đạo bụi là đại đạo rất là kinh dị. Những cái kia đầu tướng mạo khác biệt, nhưng đều có to lớn bên ngoài xương cốt từ thể nội mọc ra, tản ra dị vực cổ thần ngập trời khí tức. Hứa ứng vốn cho rằng trong sương mù sám cất giấu rất nhiều tôn táng hóa thần long, nhưng lập tức nhìn thấy những cái kia cổ liền tại cùng một cái táng hóa thân rồng bên trên. Lão già, người đại khái còn không biết, người tâm tâm niệm niệm viễn tổ, đã bị chúng ta bắt được. Trong đó một viên táng hóa đầu rồng thanh âm truyền đến, ha ha cười nói, không chỉ có hắn bị bắt giữ, thậm chí ngay cả người ký thác hy vọng tổ thần, cũng bị bắt. Còn tặng kèm một cái man di tiểu quỷ, hứa ứng nghe vào trong tai, tâm thần đại trấn, tổ thần cùng Long Gia bị bắt giữ rồi. Tuyệt không có khả năng này, bọn hắn tuyệt đối có thể đoạt lấy thiên tiên giới Thúy Nham, không có khả năng bị bắt. Phía sau hắn, đại đạo lại lần nữa hóa thành nặng nề đạo hôi, đem hắn thân hình bao phủ. Hứa ứng không lo được suy nghĩ nhiều, mang theo minh mạn tại đạo hôi bên trong bay nhanh ghé qua, hậu phương hai vị hư hư thực thực để cửu cảnh bất hủ cảnh tồn tại rốt cuộc giao phong, vô cùng kinh khủng lực trùng kích nghiền ép lấy nói bụi, hướng bọn hắn đè xuống hứa ứng dốc hết có khả năng xông về phía trước, tránh đi cái kia đáng sợ thần thông trùng kích, hậu phương một cỗ lại một cỗ xâm nhiên ba động mang theo diệt tuyệt hết thảy khí tức trùng kích tới, hơn 10 đạo trùng kích trồng gấp cùng một chỗ, trở nên càng thêm đáng sợ. Minh mạn, ta sẽ dạy ngươi một cái bảo mệnh thần thông. Hứa ứng quát to một tiếng, hai chân như bay, quát, đó chính là, gặp được nguy hiểm, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Cho dù là tại đại đạo trong cho tàn, hắn cũng nhanh như điện chấp, hướng về phía trước bão táp tiến mạnh, hai đại hư hư thực thực bất hủ cảnh tồn tại thần thông trùng kích, vậy mà không thể đuổi kịp hắn, bị hắn xa xa để qua sau lưng. Hưu, hứa ứng đột nhiên áp lực nhẹ đi, từ nặng nề đạo hôi bên trong phá đất mà lên, phóng lên tận trời, nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới phương viên vạn dặm sông núi địa lý, trong lúc bất chợt cao cao nổi lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Lòng đất liên tiếp, động tĩnh không ngừng, tựa như có cửa thú tại thiên tiên giới lòng đất trắng trợn phá hư. Hứa ứng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, Long Đình bắt giữ ba người, còn có một cái man di tiểu quỷ là ai. Lúc này, hứa ứng sau lưng ngọc lệnh tài thanh âm truyền đến, tìm tới ngươi, man di tiểu quỷ. Nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, chương 1192, bất hủ chân vương. Hứa ứng quay người nhìn lại, chỉ gặp ngọc trưởng lão sắc mặt âm trầm, không nhanh không chậm đi tới, vừa đi, sau lưng cổ thần nguyên thần một bên thôi động tạo hóa chi luân. Quay người hắn sương mù sám bay múa, đang nhanh chóng táng hóa, thân thể càng ngày càng cao. Một tôn lại một tôn táng hóa sau ngọc trưởng lão từ trong tạo hóa chi luân xuất hiện, riêng phần mình đi xuống, số lượng càng ngày càng nhiều. Hứa ứng mỉm cười, ngọc trưởng lão thật sự là âm hồn bất tán, ngay cả ta ẩn thân ở đây ngươi cũng có thể tìm được. Ngọc trưởng lão cũng là trùng hợp tìm được nơi đây, phát hiện mặt đất kịch liệt chập trùng, biết nơi đây tất có đại sự phát sinh, không nghĩ tới hoàn toàn gặp được hứa ứng. Đây chính là người vận giao hoa cái, tự tìm đường chết. Ngọc trưởng lão tâm niệm vừa động, lập tức từng cái chính mình này lên kia rơi, đem hứa ứng vây quanh ở trung ương. Lòng đất động tính càng lớn, thậm chí rơi lên chôn sâu ở dưới mặt đất đạo hôi tầng, trong lúc mơ hồ có đạo ánh sáng từ lòng đất lộ ra, quang mang chiếu dọi thiên khung, đem bầu trời xuyên thủng. Trong đó mấy vị ngọc trưởng lão không trùng hợp, đứng tại đó quang mang trên không, lập tức tại trong quang mang tan rã, trong chớp mắt chỉ còn lại có bạch cốt, sau một khắc ngay cả bạch cốt cũng tan rã tại trong đạo quang. Hứa ứng cùng Ngọc Trưởng lão riêng phần mình trong lòng nghiêm nghị, đạo ánh sáng này chính là hai đại hư hư thực thực bất hủ cảnh tồn tại giao phong, tự thân đại đạo hai hai tương khắc, thần thông va chạm, cộng đồng chôn vùi hình thành quang mang, không gì không phá, lợi hại đến cực điểm. Suy, 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 đột nhiên đáy nâng lên, giống như là địa phế tại tiết khí, nương theo lấy gào thét mà lên khí lưu, lại có mấy đạo đạo quang xông phá đạo hôi tầng, trực chỉ bầu trời. Hứa ứng phía dưới đại địa vỡ ra, hứa ứng lập tức di động thân hình một đạo hủy thiên diệt địa đạo quang sượt qua người. Nhưng vào lúc này, tất cả ngọc trưởng lão đồng thời hướng hắn đánh tới, riêng phần mình thi triển khác biệt tạo hóa thần thông, hướng hắn công tới. Hứa ứng thân hình dừng lại, quanh thân linh quang bay múa, phóng lên tận trời, trên bầu trời lập tức hình thành một mảnh đạo thụ rừng rậm, các loại đại đạo tại đạo thụ ở giữa xuyên thẳng qua, hình thành trận trận hào quang. Hứa ứng đầu dưới chân trên, nghịch cầm đại đạo, đối với những khác công tới ngọc trưởng lão làm như không thấy, song trưởng đẩy về phía trước ra, vạn đạo cùng vang lên, trưởng lực hùng hồn không gì sánh được, thẳng đến ngọc trưởng lão cổ thần nguyên thần mà đi. Bất hủ bát pháp, vạn đạo, tôn kia cổ thần nguyên thần sau đầu, to lớn tạo hóa chi luân xoay tròn, còn có từng cái ngọc lệnh tài không ngừng từ trong tạo hóa chi luân xông ra, nghênh tiếp hứa ứng trưởng lực. Một đám ngọc trưởng lão hợp lực, lập tức liền nghe được răng rắc răng rắc gần cốt đứt gây âm thanh truyền đến, từng cái tạo hóa chi thân tai mắt mũi miệng phun máu, riêng phần mình bị trọng thương. Ngọc trưởng lão chân thân trong lòng giật mình, không lo được giấu kín chân thân, lập tức cũng song trưởng đẩy ra, trợ lực những tạo hóa chi thân kia, đối kháng hứa ứng vạn đạo thần thông. Hai người riêng phần mình động nguyên điên cuồng vận chuyển, hứa ứng lộ ra dáng tươi cười, phía sau một tòa tạo hóa động nguyên từ từ bay lên, hình thành hắn thứ tám động nguyên. Tòa này tạo hóa động nguyên vừa ra, lập tức tu vi của hắn lại lần nữa kéo lên, đối với ngọc trưởng lão hình thành nghiền ép chi thế. Ngọc trưởng lão từng tôn tạo hóa chi thân, có bị cự lực hai tay hai chân toàn đoạn, có thân eo hướng về sau uốn cong, đầu tiếp xúc bàn chân, có xoắn ốc thăng thiên, bị xoay tròn đạo lực chuyển thành bánh quay trèo, có bị lôi hỏa nổ tung, có bị quỷ thủy ăn mòn, có bị đốt là cho tàn. Các loại kiểu chết, thiên hình vạn trạng, cái gì cần có đều có. Ngọc trưởng lão chân thân cũng bị trọng thương, khóe miệng chảy máu, lão đảo lui lại, trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này mới mấy ngày thời gian trôi qua, hứa ứng tu vi pháp lực liền ở trên hắn. Ở trên hắn không nói, hứa ứng lại còn tu luyện cùng hắn một dạng tạo hóa huyền công, đồng thời đem môn công pháp này tu luyện tới cực cao hoàn cảnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hứa ứng liền luyện thành tạo hóa huyền công, xem ra không phải tăng lên tới đạo cảnh ngũ trọng thiên chính là lục trọng thiên hoàn cảnh. Bất quá, người không có thắng hóa, liền không cách nào đạt được tạo hóa huyền công tinh túy. Hắn toàn lực thôi động nguyên thần, nghênh tiếp hứa ứng vạn đạo thần thông. Oanh, cổ thần nguyên thần cùng hứa ứng trưởng lực va chạm, một cỗ minh mông thâm thúy ý chí thuận nguyên thần kia hướng hứa ứng đánh thẳng tới, chính là cổ thần ý chí. Như thế ý chí, là hứa ứng lần thứ hai gặp phải có thể cùng Chu Tiên kiếm ý đối kháng ý chí, thuận nguyên thần trưởng lực mà đến, muốn đem hứa ứng ý chí gạt bỏ. Hứa ứng lần trước cùng thương quyết giao đấu lúc, phát giác được thương quyết ngũ trúc phần thiên công luyện thành cổ thần nguyên thần, cũng giấu giếm một cỗ kinh khủng cổ thần ý chí. Đó là hắn tiến vào thiên tiên giới đến nay, lần thứ nhất gặp phải cổ thần ý chí. Ngọc trưởng lão tu vi tu vi không bằng hứa ứng, thần thông cũng không bằng bất hủ bát pháp tinh diệu, hiện tại có thể chiến thắng hứa ứng, chỉ có cổ thần ý chí. Cổ ý chí này từ hắn tu luyện tạo hóa huyền công mới bắt đầu liền đã nhận ra, môn công pháp này tại táng hóa về sau, có thể đem ý chí của mình rèn luyện đến càng ngày càng cường đại, cường đại đến thậm chí ảnh hưởng hiện thực. Hắn đạo pháp cùng tu vi không thắng nổi hứa ứng, nhưng cổ thần ý chí nhất định có thể đem hứa ứng ý chí gạt bỏ, đến lúc đó cái này nho nhỏ man di ý chí bị hủy, cũng chỉ có thể thụ chính mình xâm lược. Hứa ứng gặp nguy không loạn, sát ý ngút trời khuấy động mà ra, tại đầu ngón tay hóa thành cử thế vô song chu tiên kiếm ý, đón cổ thần nguyên thần ý chí xông ra. Một kiếm này thế như trẻ tre, đem cổ thần ý chí đâm xuyên, diệt thế cấp sát ý đáng nát cổ thần ý chí, kiếm quang bay qua, tôn kia cổ thần nguyên thần năm ngón tay tung bay, chỉ gặp kiếm mang kia từ xưa thần nguyên thần mi tâm xuyên qua. Hưu, kiếm quang từ cổ thần nguyên thần cái ót bay ra, đâm vào quy mô kia hùng vĩ tạo hóa chi luân bên trong, kiếm ý nổ tung, tạo hóa chi luân lập tức đổ sụp chôn vùi, hóa thành một đoàn tạo hóa chi khí. Mà hứa ứng một kiếm này sát ý nhưng không có theo kiếm ý bay ra, mà là tại đâm vào cổ thần nguyên thần đại não một khắc này, thuận cổ thần ý chí, đem cái kia diệt thế cấp sát ý một mạch hướng về cổ thần ý chí đầu nguồn đâm tới. Ta ngược lại muốn xem xem, dự định thu hoạch thiên tiên giới bị ngạn cường giả là ai. Một kiếm này đâm ra, vạn đạo tịch diệt, bất kỳ cái gì thần thông đạo Pháp đều ngăn cản không nổi, quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng vào lúc này, hứa ứng phát giác được Chu Tiên kiếm ý đột nhiên giống như là đâm chúng cái gì, kiếm ý đột nhiên ngừng, sau một khắc kiếm ý chôn vùi. Hứa ứng dùng mình, lập tức phát giác được một cỗ càng minh mông hơn thâm thúy ý chí chính thuận hắn đạo kiếm ý này, tìm kiếm mà tới. Cỗ ý chí này, sao ta luyện liền kiếm ý cường đại quá nhiều. Hắn phi thân lui lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lập tức rời đi nơi đây, tuyệt đối không thể dừng lại. Hứa ứng quay người, thôi động cực ý tự tại công, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, một tiếng ẩm vang phá không mà đi. Sau đầu của hắn tám tòa động nguyên nguyên bản liền làm một đường, hiện tại tuyến này bị kéo đến trực tiếp, san sát động nguyên cách xa nhau ngàn dặm, một bên gào thét xoay tròn, một bên hướng về phía trước phi nhanh. Bồng bình ở trong võ đạo động nguyên quan chiến minh mạn công chúa lập tức bị quật bay đến võ đạo động nguyên chỗ sâu, bộc một tiếng rán tại võ đạo đỉnh phong bên trên, bị cường đại quán tinh ép tới gắt gao dán tại phía trên, không thể động đậy. Nàng trong mắt đảo quanh loạn chuyển, chỉ gặp võ đạo động nguyên bên trong, tất cả hứa ứng nguyễn ảnh đều tại nhanh chân phi nước đại, phù quang lược ảnh. Đó là hứa ứng võ đạo cực ý, nguyên bản đang diễn luyện võ đạo chiêu pháp, giờ phút này hết thảy đều đang phi nước đại, hiển nhiên tuổi trẻ man di lão sư đem võ đạo cực ý chuyển biến làm chạy trốn cực ý. Nguyên lai đây mới là chúng ta mạch này chân truyền, minh mạn công chúa vừa mừng vừa sợ, lúc này, keng keng tiếng vang truyền đến, một ngụm chuông lớn vậy mà đi ngược chiều, phóng ra ngoài. Minh mạn công chúa ngẩn ngơ, đây là bất diệt linh quang luyện thành pháp bảo. Chiếc chuông lớn kia tuy là luyện thành trí bảo cấp bậc, nhưng pháp lực lại là không quá được, cố gắng xông về trước chỉ chốc lát, liền keng một tiếng, cùng nàng một dạng dán tại võ đạo đỉnh phong bên trên, vùng vẫy mấy lần, liền không thể động đậy. Ngươi là, minh mạn cực kỳ hiếu kỳ, chương 1193, gọi ta trung ra, chiếc chuông lớn kia nói, hoặc là cũng có thể gọi ta trung sư bá. Ngọc trưởng lão cổ thần trong nguyên thần hứa ứng đạo kia diệt tuyệt chi kiếm, nguyên thần mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, trong vết rách, kiếm khí bắn ra bốn phía, sắp sụp đổ tan rã. Đúng lúc này, cái kia cổ thần nguyên thần trong ánh mắt một vùng tăm tối tuôn ra, đem hắn tất cả đồng tử thôn phệ, biến thành đen tuyền. Thông thiên đạo nhân kiếm ý, cái kia cổ thần nguyên thần trong miệng phát ra bỉ ngạn đạo ngữ, đem ngọc trưởng lão cả kinh ngốc trệ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích hắn hồn nhiên không ngờ rằng, nguyên thần của mình có một ngày sẽ có một cái khác không thuộc về hắn ý chí. Phát hiện này, để hắn dùng mình, ý chí này từ đâu mà đến, tại sao lại xuất hiện tại trong nguyên thần của hắn? Vì sao hắn hiện tại không cách nào khống chế nguyên thần của mình? Cổ thần nguyên thần cất bước hướng hứa ứng chạy trốn phương hướng đi đến, nói một mình, ngươi là thông thiên đạo nhân đệ tử. Chẳng lẽ thông thiên đạo nhân đến từ giới này? Ngọc trưởng lão giấy ruộng đứng dậy, quát yêu nghiệt phương nào, xâm ta nguyên thần, hắn còn chưa nói xong, cổ thần nguyên thần nâng tay phải lên, trùng điệp một nắm, bành một tiếng, ngọc trưởng lão nhục thân nổ tung, lập tức bành 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 tiếng vang bên tai không dứt ngọc trưởng lão những tạo hóa chi thân kia cũng từ bành bành nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe lập tức bồng bềnh ở trên bầu trời, hợp dòng đến một chỗ, xoay tròn lấy hình thành một đạo huyết nhục chi luân. Tạo hóa đạo luân, cái kia cổ thần nguyên thần đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên đùi phải khúc ngồi sổm, phát lực phi nước đại. Thông thiên đạo nhân, ta tìm được nền móng của ngươi. Oanh, hắn phá không mà đi, hứa ứng phát giác được sau lưng một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, tốc độ còn nhanh hơn chính mình, quyết định thật nhanh tế lên nguyên thần, chính mình vọt lên, nhảy đến nguyên thần trên bờ vai. Hắn võ đạo nguyên thần so với hắn thân thể càng lớn, cao chừng ngàn trượt, chân phát bão táp, tốc độ so với hắn bản thể cũng không chậm chút nào. Trung gia, lần này ta ngăn không được, giúp ta một chút sức lực. Hắn thoại âm rơi xuống, minh mạn công chúa bên người, chiếc chuông lớn kia đột nhiên chung quanh hào quang lưu chuyển, chấn động một tiếng, ong ong ong, liên tiếp động nguyên từ trong chuông sông ra. Chuông lớn có động nguyên gia trì, gào thét mà lên, phóng ra ngoài. Minh mạn công chúa nghẹn họng nhìn chân chối, vị này trung sư bá, vậy mà cũng là người tu đạo. Thế nhưng là, thế nhưng là, nó rõ ràng là một ngụm chuông A, tấm tình hình này, thực sự phá vỡ nàng nhận biết. Cho dù là đế nữ, cũng không có gặp qua như vậy không hợp thói thường sự tình chuông lớn bay ra võ đạo động uyên lập tức móc ngược xuống tới bảo vệ hứa ứng có nó ra trì hứa ứng tu vi liên tiếp tăng vọt lập tức điều vận pháp lực đem cái kia tung bay ở phía sau từng tòa động uyên thu hồi vận chuyển võ cực chứng đạo thôi động chu tiên kiếm ý đem cái kia vô thượng diệt việt kiếm ý hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến người tới mà đi hắn thần thông khác vô luận là tích địa chư thiên long vũ hay là vạn đạo tuế nguyệt luân hồi đều không thể nào cùng cái kia cổ thần ý chí chống lại chỉ có Chu Tiên kiếm ý, mới là cùng đối phương ngang nhau cường độ ý chí, mới có thể đem đối phương ngăn trở. Đạo kiếm ý này đâm ra, so lúc trước càng thêm cường hoành, là hứa ứng trước mắt thi triển mạnh nhất một kiếm. Ngay tại kiếm ý này bay ra ngoài sát na, chuông lớn sở tu cầm cái kia từng tòa động nguyên cũng từ điên cuồng xoay tròn, hừng hực pháp lực ra chỉ trong một kiếm này. Kiếm này đến bọn hắn hai đại cao thủ chi lực, kiếm khí quán trường không, tập vạn giảm, cùng cái kia vào tới cổ thần nguyên thần gặp phải. Đùng, ký thác một người một chuông kỳ vọng cao kiếm khí nổ tung, cái kia cổ thần nguyên thần ý chí thuận kiếm khí nghịch tập mà đến, thẳng đến hứa ứng mà đi. Hứa ứng liều chết thôi động chu tiên kiếm ý, cùng cái kia vô cùng kinh khủng ý chí đối kháng, đem chu tiên kiếm ý phát huy đến cực hạn, chuông lớn phi tốc xoay tròn, trên vách chuông các loại đạo tràng lưu chuyển mà ra, đem hứa ứng ra chỉ tại các loại trong đạo tràng, cổ vũ tu vi thực lực của hắn. Nhưng mà, hay là ngăn không được, kiếm ra, hứa ứng gầm thét, dốc hết có khả năng tăng lên kiếm ý, đem kiếm ý phát huy đến cực hạn. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy kiếm tâm của chính mình thấu triệt, thiên tiên, biệt tiên lưỡng giới thời không hàng rào giống như là bị đánh phá, một đạo màu xanh biết kiếm mang chiếu dọi đến mi tâm của hắn trong thức hải, cách vô lượng thời không, cùng hắn kiếm tâm lẫn nhau chiếu dọi. Sau một khắc, ngập trời kiếm ý từ hứa ứng mi tâm bắn ra, quét sạch mà đi, thế như trẻ tre, chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia đánh thẳng tới cổ thần ý chí đâm xuyên. Phá toái cổ thần ý chí còn đợi đoàn tụ, nhưng này đạo kiếm ý ngưng tụ hình thành kiếm đạo lại tại giờ khắc này bộc phát tựa như có vô số nhỏ vụn không gì sánh được kiếm đạo hào quang trên không trung xuyên thẳng qua tới lui đem phá vỡ cổ thần ý chí hết thảy phá hủy mà cái kia đạo ngập trời kiếm ý thẳng đến cổ thần nguyên thần mà đến quang mang lóe lên kinh diễm thiên tiên giới chiếu sáng nửa bầu trời đều là minh suy 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 cổ thần nguyên thần sau lưng đại địa không ngừng nứt ra kiếm ý vô hình nhưng kiếm đạo tại bổ ra cổ thần nguyên thần đằng sau hay là hình thành tiết ra ngoài kiếm khí. Mặt đất tại kiếm khí ảnh hưởng dưới, vỡ ra mấy ngàn dặm, lúc này mới tiêu tán. Chỉ là mặt đất kia hình thành trong hẻm núi, còn có chu tiên kiếm ý lưu lại, chỉ sợ mấy ngàn năm vài vạn năm cũng sẽ không tán đi. Đạo kiếm ý này qua đi, tôn kia cổ thần nguyên thần đột nhiên dừng lại thân thể, cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Thông thiên đạo nhân, thật sự là hảo kiếm pháp, hắn tán thưởng một tiếng, đột nhiên từ mi tâm xuất hiện một tia sáng, từ trên xuống dưới, đem hắn thân thể tách ra, lập tức diệt tuyệt kiếm ý bộc phát, đem hắn phá tan thành từng mảnh, chặt đứt hắn từ một vũ trụ khác trong thời không dáng lâm ý chí. Cái kia kinh khủng ý chí không cam lòng phát ra thở dài một tiếng, không thể không thu hồi. Hứa ứng lòng còn sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, nói đa tạ kiếm ra viện thủ. Trong thức hải của hắn, cái kia đạo màu xanh biết chu tiên kiếm dần dần nhạt đi, đoạn đi cùng hắn liên hệ. Cùng một thời gian, địa tiên giới tổ đình bích du cung bên ngoài trên cánh đồng hoang chu tiên tàn kiếm sừng sững ở trong thiên địa kiếm khí mênh mông dẹp yên bốn phía dãy núi không có người dám can đảm cư ngụ ở nơi này kiếm này từ thiên đạo tổ đình trở về đằng sau liền thay đổi loại nhan sắc biến thành màu xanh biếc rất là khoa trương một hồi nhưng lại phát hiện không thú vị lại không có người dám can đảm đến chiêu chọc nó để nó thử kiếm cuối cùng nó đành phải trở lại cố thổ treo ngược đúng lúc này chủ tiên tản kiếm bỗng nhiên có cảm ứng thân kiếm ong ong chấn động bốn phía kiếm khí dẹp yên vạn giảm vân khí chỉ một thoáng tinh không vạn lý hưu thanh tàn kiếm này trong lúc bất chợt từ giữa thiên địa biến mất chỉ còn lại có một đạo sáng tỏ không gì sánh được kiếm quang xẹt qua chân trời bích xu cung đám người nhao nhao xuất cung ngửa đầu nhìn quanh chỉ gặp cái kia đạo sáng tỏ kiếm khí một mực từ trên cánh đồng hoang xuyên qua địa tiên giới bầu trời tiến vào tinh không thẳng tới khu vực chất keo đợi cho khu vực chất keo về sau lại có kiếm quang mấy vạn giảm. Thẳng đến lúc này, địa tiên giới kiếm quang mới dần dần giảm đi, lập tức trong tinh không kiếm quang cũng từ dần dần trở thành nhạt. Chỉ còn lại có khu vực chất keo cái kia đạo màu xanh biếc kiếm quang trở nên càng lúc càng ngắn, hướng về thiên tiên giới mà đi, chậm rãi, tốc độ so địa tiên giới thiên tiên giới cường giả thôi động thúy nham còn muốn chậm mấy phần. Nó muốn xuyên qua khu vực chất keo, bay đến thiên tiên giới, chỉ sợ còn cần hơn 10 ngày thời gian. Chu tiên tàn kiếm giống như là một con sâu nhỏ, cố gắng hướng về phía trước ghé qua, cố chấp muốn đi trước thiên tiên giới. Nó đi thiên tiên giới, ngược lại cũng không phải vì hứa ứng, mà là nó cùng vị kia đến từ bỉ ngạn bất hủ giả ý chí đối kháng trong nháy mắt, từ đối phương còn sót lại ý chí bên trong, phát giác được chủ nhân của nó, thông thiên kiếm chủ hạ lạc. Cái kia bất hủ giả ý chí không trọn vẹn, chỉ có rất nhiều ký ức tàn phiến bồng bềnh. Nó tự xưng tạo hóa chân vương, ở tại trong trí nhớ, có rất nhiều liên quan tới thông thiên kiếm chủ tâm tình tiêu cực, hẳn là thông thiên kiếm chủ cửu nhân. Bất quá, tạo hóa chân vương xưng thông thiên kiếm chủ là thông thiên đạo nhân. Chu tiên tàn kiếm muốn đi thiên tiên giới, tìm kiếm càng nhiều thông thiên kiếm chủ manh mối. Tìm được phá hải hứa ứng, cùng hắn hùn vốn đi tìm những cái kia cổ cổ quái quái chân vương ý chí, đem bọn hắn xử lý, siêu tập càng nhiều mảnh vỡ, chắc phá đứng lên, liền có thể tìm được chủ nhân càng nhiều đầu mối. chương 1194, thăm tù, hứa ứng mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng mà lại đầu cũng đau đến rất giống như là chu tiên kiếm tại trong đầu hắn đâm một kiếm đem óc đều thiêu khô vừa mới hắn tu thành kiếm tâm chủ động cùng chu tiên tàn kiếm liên hệ chu tiên kiếm mượn dùng nhục thể của hắn phóng thích vô thượng kiếm ý với hắn mà nói là một cái lớn lao gánh vác bất quá cổ thần ý chí thực sự khủng bố với hắn mà nói trừ chu tiên tàn kiếm bên ngoài đơn giản vô giải không thể không rộng rãi a à, hứa ứng bản thân tổng kết với hắn mà nói, phổ thông đạo cảnh bát trọng long tộc cường giả đã không đủ e ngại, nhưng những này tồn tại cổ thần nguyên thần hay là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ kinh động bỉ ngạn bất hủ tồn tại. Trọng những này bất hủ là cái cự đại phiền phức. Cho nên, vẫn là phải cùng rồng là tốt, có thể đánh không chết bọn hắn, liền lưu một đầu sinh lộ. Hứa ứng làm ra tổng kết chân thuật, man di hứa ứng, người quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên, Long tộc thương quyết trưởng lão cùng Thanh Thu phong trưởng lão cùng nhau mà đến. Thanh Thu Phong xa xa nhìn thấy hứa ứng, không khỏi tinh thần đại chấn, chỉ cảm thấy mấy ngày nay tìm kiếm mang tới phẫn uất chi khí quét sạch sành xanh, lập tức phi thân đánh tới, lần này, nhìn ngươi còn đi hướng nào. Hắn không nói lời gì bên cạnh thôi động phù đồ thiên tâm quyết, đem thiên tâm chi đạo thôi phát đến cực hạn, bát trọng đạo cảnh chiếu sáng dạng dỡ. Cùng một thời gian, thương quyết thôi động ngũ trúc phần thiên công, cũng đánh tới. Hai người tâm ý tương thông, man gì này chết sống, mang ý nghĩa mặt của bọn hắn, quyết không thể để hứa ứng còn sống rời đi. Tiểu tử này ốm yếu, nhất định là lần trước cùng chúng ta một trận chiến thụ thương còn chưa có khỏi hẳn. Hai người nhìn thấy hứa ứng sắc mặt thảm đạm, mừng rỡ trong lòng. Thanh thu phong cái thứ nhất cùng hứa ứng gặp phải, hắn thiên tâm động nguyên sớm đã tế lên, chiếm cứ thiên cơ, nhưng mà đối diện liền gặp hứa ứng xoay người một ấn phủ xuống. Hứa ứng thân như du long, xoay người mà lên sát na, một tòa thiên tiên giới từ đường chân trời mà lên, nương theo lấy hắn xoay chuyển thân thể, thiên tiên giới cũng theo đó mà xoay chuyển, ấn pháp minh mông, hướng hắn phủ xuống. Thanh Thu Phong lập tức phát giác được không ổn, không nói lời gì thi triển phù đồ thiên tâm quyết thần thông, nghênh tiếp một kích này, thét dài ngâm nói trong yên tĩnh cản khôn chơi cổ kim. Một vầng minh nguyệt chính thiên tâm, quang huy chẳng những đến vân cốc, tứ hải thương sinh ngưỡng chiếu lâm, hắn mỗi ngâm tụng một câu, liền thi triển một chiêu đại thần thông, bốn câu thơ, chính là bốn loại thần thông, càn khôn cổ kim, minh nguyệt thiên tâm, vân cốc quang huy, tứ hải lâm chiếu. Tứ đại thần thông gào thét mà ra, sau một khắc, hắn liền ngay cả người mang tứ đại thần thông cùng một chỗ mền tại thiên tiên ấn bên dưới. Tứ đại thần thông nhao nhau phá diệt, thanh thu phong hai tay ninh tiếp hứa ứng một kích này, lập tức chỉ cảm thấy chịu không được. Thương quyết trưởng lão xông về phía trước, liền gặp thanh thu phong trưởng lão lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, một tiếng ẩm vang đụng vào dãy núi xa xa bên trên, một ngạt kinh người. Thương quyết trưởng lão trong lòng giật mình, đối diện liền gặp hứa ứng lại lần nữa xoay người, vẫn như cũng là thiên tiên giới bắt nguồn từ trên đường chân trời, một ấn phía dưới, thiên đạo minh mang, hướng hắn phủ xuống. Thương quyết trưởng lão không cần nghĩ ngợi, ngũ trúc phần thiên công thôi động đến cực hạn, thôi phát bát trọng đạo cảnh, điều vận cổ thần nguyên thần, nghênh tiếp một ấn này. Oanh, hứa ứng ấn pháp rơi xuống, thương quyết kêu lên một tiếng đau đớn, chân đứng không vững hướng về sau đi vòng quanh, lập tức hai chân liền chút mặt đất, tranh thủ đem hứa ứng lực lượng của một kích này dỡ xuống nhưng mà hứa ứng lực lượng của một kích này thực sự quá mạnh, dưới chân hắn đột nhiên trượt đi, liền phát giác được hứa ứng một ấn này đạo lực tại thể nội đánh thẳng tới, cả người như lưu tinh bay ra. Đông, xa xa ngọn núi lắc lư một chút, bị thân hình của hắn xuyên thủng. Thương quyết cùng thanh thu phong riêng phần mình tập hợp lại, chăm miệng một lời, liên thủ. Hai đại trưởng lão cùng nhau đánh tới, thần thông ra hết, quay chung quanh hứa ứng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, nhưng càng đánh càng là kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng bị hứa ứng ngăn lại. Hứa ứng đón lấy bọn hắn hơn 10 chiêu công kích, tại hai người áp bách dưới dần dần lại muốn xem đến trí tôn cảnh môn hộ, nhưng hai người có thể mang cho hắn áp lực vẻn vẹn như thế. Hứa ứng quay người, bay lên không, hai người đuổi theo, đã thấy lại là một tòa thiên tiên giới từ đường chân trời mà lên. Thương quyết cùng thanh thu phong hợp lực đón lấy một kích này, đã thấy hứa ứng đã đi xa. Thương quyết đạo huynh, không cần đuổi. Thanh thu phong đưa tay ngăn lại còn dự định truy kích thương quyết, lắc đầu nói, đuổi kịp cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đã không giữ được hắn, thương quyết nghe vậy, giận tím mặt, nhưng lập tức lại là chán nản. Hắn cũng ý thức được, thanh thu phong nói không sai, bọn hắn coi như lại lần nữa đuổi kịp hứa ứng, hơn phân nửa cũng là chiến quả này. Đánh đơn có chỗ không địch lại, liên thủ hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn cầm xuống đối phương, tuyệt không có khả năng. Man di tu vi, tiến bộ quá nhanh, trong lòng hai người sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hứa ứng thoát khỏi hai người, không thấy hai vị này long tộc trưởng lão đuổi theo, mang bộ mặt sầu thảm. Minh mạn công chúa từ hắn trong động nguyên trượt xuống đến, hiếu kỳ nói, man di sư phụ đánh thắng, vì sao lại không vui. Hứa ứng lắc đầu nói, ta nguyên bản suy tính, thương quyết thanh thu phong liên thủ, liền có thể mang cho ta cũng đủ lớn áp lực, giúp ta đột phá chứng đạo trí tôn. Nhưng ta thực lực tu vi tăng lên quá nhanh, dẫn đến hai người bọn họ liên thủ, cũng vô pháp để cho ta đột phá. Minh mạn công chúa phốc phốc cười nói, tiểu sư phụ, người đột phá cảnh giới mục đích là cái gì? Còn không phải là vì tăng cao tu vi thực lực, hứa ứng nhãn tình sáng lên, vẻ u sầu diệt hết, cười nói, minh mạn, người mới là sư phụ, ta là gian ngoan. Ta lâm vào tăng lên cảnh giới vòng lặp lạ, nếu như có thể tăng cao tu vi thực lực, vừa lại không cần quan tâm cảnh giới như thế nào. Tốt, tốt, hắn buông xuống đột phá chấp nghiệm, cười nói ta tại đạo cảnh cảnh nếu còn có tăng lên khả năng, nói rõ ta chưa từng đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn. Đã như vậy, như vậy thương quyết ngũ trúc phần thiên công, thanh thu phong phù đồ thiên tâm quyết, ta cũng luyện một chút. Hắn mục đích của chuyến này là bắt trước ngộ không đạo nhân, tại thiên tiên giới cường giả áp lực dưới đột phá, chứng đạo trí tôn. Giờ phút này nghĩ thông suốt, liền trước đem việc này buông xuống, ngược lại đi nghiên cứu càng nhiều đạo pháp, tìm kiếm đạo pháp chân tướng. Chuông lớn gặp hứa ứng không có nguy hiểm, vụng trộm tiến vào hắn tạo hóa động nguyên, thầm nghĩ cái này động nguyên mới, còn không có tìm hiểu tới. Nó bị viễn tổ đại long đưa đến Thúy nham lâu thuyền, đằng sau liền một mực đi theo hứa ứng, những ngày này ở tại hứa ứng trong động nguyên, lĩnh hội hứa ứng bảy đại động nguyên. Hứa ứng gặp nạn, nó mới ra ngoài hỗ trợ, bây giờ không có nguy hiểm, nó liền lại đi làm việc tại tu luyện. Long ra, tổ thần cùng man di tiểu quỷ kia bị bắt, chỉ cần tiên tri đạo tung tích của bọn hắn. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết long gia tại trong thức hải của ta lưu lại bất diệt linh quang thông đạo, phải chăng còn hữu dụng. Lúc trước tại nguyên thú thế giới đáy biển long đình bên trong lúc, viễn tổ đại long tại hứa ứng trong thức hải lưu lại một cái bất diệt linh quang thông đạo, thuận tiện chính mình dáng lâm tìm hứa ứng chơi đùa. Hứa ứng chính là dựa vào đầu thông đạo này, cứu đại long nguyên thần đầu. Về sau hắn cùng đại long tách ra, thông đạo này nhưng như cũ bảo lưu lại đến, liền ở vào hứa ứng trong thức hải. Hứa ứng ý thức dáng lâm thức hải, thuận bất diệt linh quang thông đạo bay đi viễn tổ đại long thức hải trong vũ trụ tô này viễn tổ ngay tại buồn bực ngán ngầm nôn long châu tự ngu tự nhạc đuổi theo long châu vui chơi giống như chạy tới chạy lui đột nhiên linh quang lấp lóe hứa ứng từ trên trời giáng xuống nhưng đầu này đại long không có chú ý tới hắn tiếp tục phối hợp chơi đùa sau một lúc lâu hứa ứng ho khan một cái nói viễn tổ yên vui hay không đại long chính ôm trong ngực long châu cái bụng chỉ lên trời nằm ở trên mặt biển nghe được thanh âm này kinh ngạc phi thường vội vàng há miệng nuốt vào long châu xoay người ngồi dậy dáng vẻ trang nghiêm a à ứng ngươi khi nào đến đại long nghiêm nghị nói ngươi là có hay không tại thiên tiên giới gặp phải phiền toái đến đây xin giúp đỡ tha thứ ta ta cũng bất lực a à. ta cùng tổ thần bọn hắn đã cướp đi thiên tiên giới thúy nham lúc này ngay tại địa tiên giới khoái hoạt không cách nào dáng lâm thiên hứa ứng cắt đứt hắn cười nói ta nghe nói ngươi cùng tổ thần bị người bắt bởi vậy đến đây thăm viếng Đại Long cười ha ha, bị người bắt, cho cười, ta chính là Long tộc viễn tổ, thời đại thái cổ tồn tại cường đại nhất. Ta chứng đạo bất hủ, bất tử bất diệt, phi thăng nguyên hải, vĩnh đến đại tự tại. Trên đời này ai có thể bắt giữ ta, ai phối bắt giữ ta, người đừng nghe gió là mưa, ta rất tốt, không biết sung sướng đến mức nào. chương 1195, hứa ứng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã người bình an không việc gì, như vậy ta cũng yên lòng. Ta đi rồi, chậm đã, Đại Long không chút nghĩ ngợi gọi ở hắn, lại trần chờ một chút, lúng ta lúng túng nói, bị người bắt, cũng không phải không có khả năng, người có thất thủ, rồng cũng có mất trào thời điểm. Ta không cẩn thận chân trượt, liền trượt chân, hứa ứng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đại Long có chút xấu hổ, nói tổ thần cũng cùng ta cũng như thế trượt chân. Hứa ứng cười lạnh nói, còn có ai? Thánh Tôn, Đại Long đàng hoàng nói, hứa ứng lập tức tới hào hứng, cười nói, người đem nhục thân giao cho ta khống chế, ta đi xem bọn họ một chút. Đại Long cuốn quyết lắc đầu, nói quá ném rồng. Hứa ứng cười nói, chính là mất mặt cho nên mới muốn nhìn. Viễn tổ, tổ thần, thánh tôn, chưa từng chật vật như thế qua. Nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức, đem nhục thân giao cho ta khống chế, ta thấy rõ bốn phía địa lý, mới có thể tìm kiếm nghĩ cách cứu các ngươi ra ngoài. Hắn tràn đầy phấn khởi, tổ thần cùng thánh tôn bộ dáng trật vật hắn đã gặp một lần, lần này khẳng định thoải mái hơn. Đại Long trần chờ một chút, vẫn là đem nhục thân tạm thời giao cho hắn đến khống chế. Hứa ứng mở mắt, đã thấy chính mình ngay tại một tòa trong long cung, rất nhiều long nữ vần quanh, hầu hạ đến thư thư phục phục, có ăn có uống, cùng hắn tưởng tượng tù phạm sinh hoạt hoàn toàn không giống. Hắn thấy được tổ thần, cũng đồng dạng bị hầu hạ rất dễ chịu, nhưng chuyến tại trên vân sàng, có long tiên ở một bên hầu hạ. Chỉ là không có nhìn thấy thánh tôn, viễn tổ tình, có long nữ vui vẻ nói. Hứa ứng đứng dậy, chỉ cảm thấy chính mình nhục thân lực lượng bị khóa lại, nguyên thần cũng cầm tù tại thể nội, không vận dụng được pháp lực. Hắn đi ra ngoài, những lòng nữ kia lại không ngăn trở, mặc cho hắn hành tẩu, mà lão oanh cại yến hót làm bạn ở bên cạnh hắn. Hứa ứng tìm nửa ngày, không có tìm được thánh tôn, trong lòng giật mình, chẳng lẽ thánh tôn đã không có. Hắn trở về hỏi thăm tổ thần, nói thánh tôn ở đâu. Tổ thần kinh ngạc nói, thánh tôn thi triển táng hóa thủ đoạn, muốn khiêu chiến long tộc cao thủ, không phải là bị đánh thành trọng thương, ngay tại an dưỡng sao. Ngươi làm sao quên đi, hứa ứng nói, làm phiền đạo huynh dẫn đường, ta đi thăm viếng thăm viếng. Tổ thần hiển nhiên cũng bị phong ấn pháp lực tu vi, không có bao nhiêu lực lượng, chậm rãi đứng dậy dẫn đường, lòng nữ bọn họ theo ở phía sau. Tổ thần nói nhỏ, hứa ứng, hứa ứng kinh ngạc liếc hắn một cái, tổ thần thở vào một cái, nói quả nhiên là ngươi. Hắn dẫn dắt hứa ứng đi vào thánh tôn dưỡng thương địa phương, chỉ gặp thánh tôn chỗ ở nhưng cũng không hỏng, cũng có long tiên hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chỉ là thánh tôn thương thế có chút nghiêm trọng, nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích. Tổ thần, viễn tổ, các ngươi sao lại tới đây? Thánh tôn chỉ có tròng mắt cùng mồm mép có thể động, nói, xin thứ cho ta vô lực, không có khả năng đứng dậy đón lấy. Hắn so tổ thần cùng đại long thảm rồi rất nhiều, nhục thân nguyên thần to to nhỏ nhỏ đạo thương không dưới trăm chỗ, nhưng hắn bị phong ấn tu vi, không cách nào tự quyết chữa thương, chỉ có thể nằm ở chỗ này, chết lại không chết được, sống lại sống không được. Hứa ứng cẩn thận xem xét, những đạo thương này là do khác biệt bỉ ngạn thần thông tạo thành, ẩn chứa khác biệt đại đạo, đạo pháp cực kỳ tinh diệu, rất nhiều đạo thương ngay cả hắn đều không thể xem hiểu. Trong lòng nghiêm nghị thiên tiên giới bị ngạn đạo Pháp, muốn thắng qua địa tiên giới một mảng lớn. Thánh tôn, ai đưa người bị thương thành dạng này? Hứa ứng dò hỏi, thánh tôn trong lòng giật mình, chuyển động con mắt nhìn về phía viễn tổ, trong lòng như điện quang hỏa thạch liền biết được lúc này viễn tổ chỉ sợ cũng không phải là viễn tổ lúc đó hắn khiêu chiến long tộc cường giả viễn tổ đại long cũng tại hiện trường không cần hỏi thăm mấy trận này quyết đấu hắn hẳn là hứa ứng thế nhưng là hứa ứng là thế nào tiến vào viễn tổ nhục thân hắn đè xuống trong lòng hiếu kỳ đem kinh nghiệm của mình nói một lần nói thiên tiên giới long đế đã tu thành bất hủ cảnh quả thực lợi hại có thể đánh vào khu vực chất keo ở trong khu vực chất keo thực lực tu vi dù là chỉ kém một phần, ưu thế thế yếu đều sẽ bị phóng đại gấp 10 lần. Ta bị Long Đế bắt, tự nhiên không phục, muốn lần nữa khiêu chiến hắn. Hắn không đáp ứng, cười ta không biết tự lượng sức mình, để đạo cảnh bát trọng Long Tiên cùng ta quyết đấu, chỉ cần ta có thể ba cục hai thắng, liền hứa ta mang theo viễn tổ cùng tổ thần rời đi. Thánh Tôn thắng được trận đầu, khiến cho triều chính chấn động. Thánh Tôn cũng biết được táng hóa, táng hóa đằng sau, thực lực tu vi tăng lên một mảng lớn, lại thêm hắn tu luyện tân đạo, tần đạo lúc đầu liền bị lúc trước tu vi cảnh giới cao hơn nửa cái hoặc là một cảnh giới, để thực lực của hắn cơ hồ đuổi ngang tổ thần. Giống như hắn cường giả bực này, đặt ở toàn bộ thiên tiên giới đều vì số không nhiều. Long đế mệnh cái thứ hai long tộc hạ trang, cũng là đạo cảnh bát trọng, đã tu luyện tới cảnh giới này đại viên mãn hoàn cảnh, tên là Nguyên Hanh, Long đình thiên thừa tướng. Nguyên Hanh không có táng hóa, dùng 10 chiêu, đánh bại táng hóa sau thánh tôn. Trận thứ ba, người ra sân cũng là đạo cảnh bát trọng, đồng dạng cũng không có tăng hóa, cũng tại trong vòng 10 chiêu đánh bại thánh tôn. Cái kia Long đế hỏi thăm ta, phải chăng còn nếu lại so một trận? Chỉ cần ta có thể thắng được một ván, liền phóng thích chúng ta. Thánh tôn mặt không biểu tình, nói, trận thứ tư, ta thua rồi. Trận thứ năm, hay là bại, trận thứ sáu, đồng dạng là bại. Hứa ứng tâm tình nặng nề, nói, người bại bao nhiêu trận? 27 trận, Thánh Tôn nói, hứa ứng nói, đa tạ, Thánh Tôn nói, không cần cảm ơn, phải làm. Liên chiến 28 trận, thua 27 trận, nói rõ thiên tiên giới Long Đỉnh có 27 vị thực lực tu vi siêu Việt Thánh Tôn Long Tiên. Thánh Tôn lần này khiêu chiến, lúc trước là vì quyết thắng, nhưng về sau liền biến thành thăm dò thiên tiên giới nội tình, thiên tiên giới sẽ không bỏ qua lần này nhục nhã hắn vị này nhân tộc người thứ nhất cơ hội, bởi vậy phàm là có nắm chắc thắng qua hắn, đều sẽ xuất thủ. Nhưng Thánh Tôn cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như lại thêm vị kia Long Đế, cùng lòng đất tập kích minh mạn ra ra cao thủ kia, ít nhất có 29 vị siêu Việt thánh tôn cường giả. Hứa ứng trong lòng yên lặng nói, cùng những cường giả này chính diện giao phong, hắn coi như mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ. Tổ thân, nếu như người có thể nắm giữ thiên tiên giới thiên đạo, phải chăng có nắm chắc đột phá phong ấn? Hứa ứng nhỏ giọng dò hỏi, tổ thần nao nao, lo lắng nói, phá vỡ phong ấn, dễ như trở bàn tay. Có được thiên tiên giới thiên đạo, ta chính là chân chính tam giới vũ trụ nguyên thần, pháp lực của ta, đem như như vũ trụ minh mông. Chỉ là, thiên tiên giới thiên đạo đã hủy diệt, cũng không có, ta có thể dạy ngươi. Hứa ứng nói, tổ thần ngạc nhiên, hướng hắn nhìn tới. Hứa ứng cười nói, ta bây giờ đã học được không ít thiên tiên giới thiên đạo, chính một đường khiêu chiến, chạy về đằng này. Mỗi ngày, ta đều có thể dạy ngươi một chút thiên tiên giới thiên đạo. Cô nương, nơi này là địa phương nào? Hắn ngăn lại một vị long nữ, long nữ kia cười nói, nơi đây là Long Đình Đế Đô, viễn tổ lại quên đi. Hứa ứng phất tay để nàng rời đi, hướng tổ thần nói, ta mỗi ngày đều sẽ mượn Long ra nhục thân tới một chuyến, truyền thụ cho ngươi thiên đạo. Đợi ta tiến vào Long Đình Đế Đô đằng sau, chúng ta liền cùng một chỗ giết ra. Hắn nói đến đây, thu hồi ý thức, đem viễn tổ nhục thân còn cho Đại Long, trở về thân thể của mình. Hứa ứng mở mắt, đôi mắt sáng tỏ, cười nói, minh mạn, Long Đình Đế Đô ở phương nào. Minh Mạn công chúa đưa tay chỉ hướng tây nam, bên kia. Tốt, chúng ta man di sư đồ, liền một đường đánh lên Long đỉnh đế đô. chương 1196, Nguyên Dục, không được hứa ứng, đi. Thiên tiên giới, Minh Phủ Tiên Thành cũng là một tòa thành lớn, so Long Hoa Tiên Thành còn muốn khổng lồ. Long Hoa chỗ biên thùy, mà Minh Phủ thì cao thủ tụ tập, từng tòa trí tôn động nguyên lơ lửng tại thành lớn trên không, trong động nguyên có tiên linh chi khí lưu trú, như là thác nước, ở trong thành hội tụ thành dòng sông. Thành này do to to nhỏ nhỏ tiên sơn hợp lại mà thành, kỳ sơn quái thạch, gầy chơ xương, dày đặc, các loại tiên gia cung khuyết, tọa lạc sông núi ở giữa. Địa tiên giới Man Di hứa ứng. Man Di Uyển Minh, ta sư đồ hai người ngưỡng mộ thiên tiên giới bỉ ngạn tuyệt học, bởi vậy đi vào bảo địa, còn xin chư vị thiên tiên giới đạo huynh, dùng các người bỉ ngạn tuyệt học giáo dục chúng ta, giáo hóa chúng ta. Minh phủ tiên thành bên trong một mảnh xôn xao, liền có thật nhiều long tiên bay ra, tiến lên khiêu chiến hứa ứng để Minh Mạn tiến lên nghênh chiến. Các ngươi cùng lên đi, Minh Mạn công chúa uy phong lẫm liệt, quát, rất nhanh bọn hắn liền hòa mình, một mảnh hài hòa. Gân rồng của ngươi bị nhà ngươi em bé rút làm ná cao xô sao. Gia quyền mềm nhũn, ném không ném rồng. Lão Long, ngươi dứt sữa sao, liền dám ra đây khiêu chiến bản cô nương. Ngươi có thể đón lấy ta một quyền, ta theo họ ngươi. Cuối cùng, rất nhiều Long tiên ngã xuống một mảnh, chỉ còn lại có minh mạn còn đứng ở nguyên địa trận chiến này lòng tộc công chúa đỉnh đầu to to nhỏ nhỏ động nguyên xoay tròn không ngừng rực rỡ hào quang đột nhiên có đạo cảnh thất trọng cường giả đánh tới chớp nhoáng liền muốn lấy minh mạn tính mệnh đột nhiên hứa ứng đứng dậy thập đại động nguyên riêng phần mình lơ lửng chấn áp thiên địa lập tức bốn phía từng tôn quan chiến long tiên trực tiếp bị ép tới nằm dạp trên mặt đất dù là vị kia đạo cảnh thất trọng cường giả cũng không có thể đi đến minh mạn bên người liền bị ép tới rơi xuống trên mặt đất muốn xuất thủ đột nhiên dưới chân nghiêng dừng chân không nổi hướng một bên đi vòng quanh. Toàn bộ minh phủ tiên thành như muốn nghiêng, bị hứa ứng thập đại động nguyên ép tới rơi xuống dưới, trong tiên thành, từng tòa trên tiên sơn, nguyên bản rất xem thêm náo nhiệt long tiên giờ phút này cũng kinh hoàng, nhao nhao bay lên. Tòa kia minh phủ tiên thành tại trước mắt bao người, ầm vang đập xuống đất, trượt mấy trăm dặm khó khăn lắm ngừng. Hứa ứng cười ha ha, tiếng cười kinh thiên động địa, thiên tiên giới tự xưng là cao đẳng chi địa, nắm giữ bỉ ngạn đạo pháp, bây giờ thấy một lần, không gì hơn cái này, không thể làm ta sư đồ hai vị man di tin phục. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên bầu trời cái kia từng tòa động nguyên bên trong truyền đến từng luồng từng luồng khí tức cường đại, rõ ràng là từng tôn thân ở trong động nguyên tu luyện long tộc trưởng lão bị hắn kinh động, nhao nhao bay ra động nguyên. Từng tòa trí tôn động nguyên xoay tròn, từng vị hình dung cao cổ đầu rồng thân người cường giả xuất hiện ở trên bầu trời, động nguyên treo ở sau đầu của bọn họ, cảm giác áp bách mười phần. Minh mạn công chúa lập tức đằng không mà lên, bay vào hứa ứng võ đạo động nguyên bên trong, tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là nàng có khả năng nhúng tay. Man Di, một vị trưởng lão vừa mới nói ra lời này, hứa ứng đã phóng lên tận trời, hướng hắn phóng đi. Vị kia long tộc trưởng lão tức giận, lập tức thôi động huyền công. Minh mạn công chúa ngồi tại võ đạo động nguyên biên giới, nói, phân môn tam tuyệt thiên bất hủ cấp công pháp. Viêm như tiêu trung yên, địch nhược cảnh diệu hoa, võ thành mang thần phong, điềm chiếu thôn thanh A, xương hạp lâm đan tỉnh, vân môn úc treo leo. Hứa ứng một bên nghe kinh nghĩa, một bên cùng trưởng lão kia giao phong, bất quá ba cái hội hợp, trưởng lão kia liền đẫm máu lui lại. Hứa ứng còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, phía sau ác phong đánh tới, lại có một tôn long tộc trưởng lão tám hóa, thần lực ngập trời, từ hắn phía sau đánh tới. Minh mạn công chúa Phi Tốc nói, đây là lịch thiên kiếp chứng luân hồi kinh cũng là bất hủ cấp công pháp. Không cách nào không thi, vô thiện ác quả, vô khẩu thiện báo, lịch kiếp tồn nhất niệm mà thủ trong, hứa ứng quay người liền bị một đạo vầng sáng luân hồi đặt vào trong đó minh mạn trong miệng tụng niệm không ngừng giảng giải công pháp này ảo diệu hứa ứng giết xuyên luân hồi lực chiến vị kia tu luyện lịch ngàn kiếp chứng luân hồi đại cao thủ song phương chiến không được một lát cái kia long tộc trưởng lão hai tay đứt đoạn miệng phun máu tươi rơi xuống dưới man di chớ có cản dỡ lại có một tôn long tộc trưởng lão đánh tới minh mạn công chúa gặp hắn chiêu pháp thần thông liền biết hắn tu hành phương pháp nói đây là thiên vũ chứng đạo hồn thiên giả, bão nguyên thủ nhất, hứa ứng một đường đánh xuống, liên thương hơn 10 vị long tộc trưởng lão, đem minh phủ long tộc trưởng lão đánh một lần, thét dài cười nói, long tộc tuyệt học, không gì hơn cái này. Ta sư đồ hai vị man di xem như lĩnh giáo, cáo từ. Sư đồ hai người hướng tử thanh long thành mà đi, đi chưa đến nửa, minh phủ tiên thành cái kia mười mấy vị trưởng lão liền truy sát mà đến, hơn 10 vị trưởng lão muốn bảo trụ thanh danh của mình, quay chung quanh hứa ứng bao quanh chém giết. Hứa ứng bên cạnh chiến vừa đi, một đường giết đến thiên băng điện liệt. Đợi tiếp cận tử thanh long thành lúc, Minh Phủ Tiên thành mười mấy vị trưởng lão vì ngại mất mặt, không thể không rút đi. Tử thanh long thành trên dưới đều biết hạ giới tới một đôi tự xưng man di nhân tộc sư đồ, một nam một nữ, khiêu chiến long hoa, Minh Phủ hai thành, đánh bại rất nhiều long tộc cường giả. Bởi vậy, Minh Phủ trưởng lão vừa mới rút lui, hứa ứng liền tao ngộ tử thanh long thành mấy vị che mặt trưởng lão tập sát. Chỉ là tử thanh long thành cường giả hiển nhiên đánh giá thấp hứa ứng tu vi, song phương một phen huyết chiến, mấy vị trưởng lão kia không thể làm gì được hứa ứng, không thể không rút đi. Qua chiến dịch này, hứa ứng rốt cuộc danh chấn thiên tiên giới. Trường Hưng, Kim Khuyết, Triều Thiên, Thượng Lâm, Linh Quang, Thái Sung các loại Long Thành, tiên thành đều biết đến từ địa tiên giới man di hứa ứng, đến đây lĩnh giáo thiên tiên giới Long Tộc Tuyệt Học, đánh bại rất nhiều cao thủ, chưa bại một lần. Man di này còn có man di nữ đệ tử, cũng là dũng mãnh thiện chiến. Long tộc rất nhiều cường giả ám sát mai phục, Vậy mà cũng không có thể lưu hắn lại, thực lực tu vi quả thực kinh người. Qua năm 6 ngày, Hứa Ứng tiến vào Kim Khuyết Thành, không có trực tiếp hiêu chiến Kim Khuyết Thành cường giả, mà là đi vào trong thành một tòa tiên sơn ở lại. Bên trong ngọn tiên sơn kia nguyên bản có long tộc cao thủ thành lập đạo quán, gặp hắn đi vào, không dám thất lễ, là thầy trò hai người chỉnh lý tốt đạo quán, liền bỏ trốn mất dạng. Hứa Ứng trải qua mấy ngày nay ác chiến, trên thân bị thương, bởi vậy bận biểu bên trong tranh thủ thời gian, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày hướng minh mạn thỉnh giáo các loại bất hủ kinh nghĩa minh mạn một mực không có khả năng trực tiếp tu luyện bỉ ngạn đạo pháp cho nên các loại đạo pháp đều học được một lần vô luận những trưởng lão kia thi triển tuyệt học gì nàng đều có thể một ngụm nói ra đạo pháp kinh văn đơn giản chính là một cái bất hủ công pháp bảo khố bất quá hứa ứng cũng không có bạc đãi nàng minh mạn chỉ là không có khả năng trực tiếp học tập bỉ ngạn đạo pháp nhưng chuyển hóa làm long văn liền có thể tu hành hứa ứng liền phụ trách vì nàng giải mã các loại công pháp để nàng chọn ưu tú tu hành hứa ứng tại tu hành sau khi lại tiến về viễn tổ thức hải chiếm cứ viễn tổ nhục thân cùng tổ thần giảng giải thiên tiên giới thiên đạo tổ thần là vũ trụ nguyên thần thiên tiên giới thiên địa đại đạo phá diệt thời điểm hắn thực lực cũng theo đó mà phi tốc giảm xuống nhân gian thiên tiên lưỡng giới thiên đạo bị thúy nham ma diệt hắn phương diện này đạo hạnh cũng biến mất theo hắn là tam giới vũ trụ theo thời thế mà sinh nguyên thần tam giới thiên đạo liền tương đương với hắn đạo hạnh hứa ứng truyền thụ hắn thiên tiên giới thiên đạo, đầu mấy ngày, tổ thần học cực kỳ gian nan, nhưng về sau liền không ngộ tự minh, đồng thời chỉ trích ra hứa ứng rất nhiều sai lầm cùng bỏ sót. Hứa ứng, người nói không sai, tổ thần thể nội, một cố kỳ diệu ý vị đang lặng lẽ mà sinh, nói, thiên tiên giới thiên đạo, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ diệt tuyệt qua. Hắn tu vi tấn phong, không cách nào cùng thiên tiên giới thiên địa đại đạo giao cảm, giờ phút này dựa vào hứa ứng dạy thụ điểm này thiên đạo, rốt cuộc có thể cảm ứng được thiên tiên giới cái kia không thể bàn cãi thiên đạo. chương 1197, hứa ứng gặp hắn cùng thiên đạo giao cảm, biết hắn đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, cùng thiên tiên giới thiên đạo hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau lớn mạnh. Đằng sau, tổ thần hoàn toàn có thể bản thân thức tỉnh thiên đạo. Sau đó, tổ thần liền có thể dạy ta, hứa ứng con mắt một mảnh sáng tỏ. Lúc này, một cái long nữ vội vàng đi tới, nói, viên tổ, bệ hạ tới thăm, đã đến trong hậu hoa viên, Bệ hạ, hứa ứng giật mình trong lòng, vị kia sức một mình, đánh bại tổ thần, viễn tổ cùng tiểu man di thánh tôn long đế. Hắn động lòng hiếu kỳ, giờ phút này viễn tổ đại long ý thức còn tại trong thức hải chơi đùa, thế là quỷ thần xui khiến đi theo long nữ kia đi đến. Trong hậu hoa viên, hứa ứng nhìn thấy một cái mạo như dị nhân nam tử cao lớn, quần áo hoa lệ trùng tu sức, hơi có vẻ có chút sốc nổi, hẳn là vị kia long đế. Long đế minh đạo nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu một đám long nữ tùy tùng lui ra, cười nói, viễn tổ những ngày này ở đã quen thuộc chưa? Nơi đây kiến trúc, hình dáng trang sức, vườn hoa chi bố cục, thậm chí người ta trên người quần áo, đều là bỉ ngạn phong cách. Ngàn vạn năm trước, ta cùng chiều nguyên đạo các loại long tộc Tuấn Kiệt, leo lên độ thế kim thuyền, hết thảy 40 chiếc kim thuyền, hướng vũ trụ phương hướng khác nhau, ý đồ thoát đi tam giới. 40 chiếc thuyền, cuối cùng trở về chỉ có chúng ta. Hắn ánh mắt ảm đạm xuống, nói, viễn tổ, chúng ta thoát đi vũ trụ này lúc, cho dù là kẻ chạy nạn, cũng đầy cõi lòng kiêu ngạo, nhận định chúng ta là cường đại nhất văn minh, chúng ta có được cấp cao nhất tri thức, tân tiến nhất đạo Pháp. Chúng ta ở trong hỗn độn hải xuyên thẳng qua, lái vào chất keo giống như ngưng kết thời không, dùng trăm vạn năm thời gian xuyên qua những địa phương này. Rốt cục đi vào bỉ ngạn, đến nơi đó, chúng ta mới phát hiện, chúng ta chỗ kiêu ngạo văn minh, đạo Pháp, tri thức, ở nơi đó chẳng phải là cái gì. Chẳng phải là cái gì, thanh âm hắn trầm thấp, Loại này kiêu ngạo phá diệt cảm giác, mang tới trùng kích cùng đả kích thực sự quá mãnh liệt, đánh xuyên đạo tâm của bọn họ. Bọn hắn hướng Bỉ Ngạn các cường giả cầu học, hướng bọn hắn lễ bái, nguyện làm nô lệ, nguyện vì chó săn, chỉ vì có thể học được Bỉ Ngạn văn minh cấp cao thành quả. Nhóm này đăng nhập Bỉ Ngạn Long tộc kinh lịch gặp chắc trở là người khác chỗ khó có thể tưởng tượng, bọn hắn đang đi tới Bỉ Ngạn dọc đường, tử thương gần nửa cao thủ. Đến Bỉ Ngạn, lại có rất nhiều người chết tại đủ loại sự cố bên trong. Người còn sống sót ở nơi đó cầu học, tìm kiếm các loại công pháp, ghi chép các loại thần thông, hèn mọn còn sống. Nhưng tất cả long tộc trong lòng đều có một đóa hỏa diễm, đó chính là muốn đem bỉ ngạn văn minh mang về cố thổ, cứu vớt chúng ta văn minh, cứu vớt tam giới. Minh Đạo Long đế nói, bỉ ngạn tồn tại biết chúng ta muốn trở về tam giới, chủ động tặng cho chúng ta rất nhiều công pháp, ban cho chúng ta rất nhiều bảo vật. Suốt cục, chúng ta bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, trở về tam giới. Hứa ứng một mực trầm mặc, cũng không nói chuyện, nhưng là nghe đến đó, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, sau đó thì sao? Minh Đạo Long đế nói, chúng ta hao tốn trăm vạn năm thời gian, lại lần nữa xuyên qua ngưng kết thời không, trở lại Hỗn Độn Hải, ở trên biển phiêu lưu. Nhưng mà chúng ta làm sao cũng vô pháp tìm được tam giới vũ trụ, chúng ta độ thế kim thuyền cũng tại Hỗn Độn Hải ăn mòn bên dưới càng ngày càng phá, mắt thấy liền muốn chết ở trong Hỗn Độn Hải, trên biển bay tới một ngụm chuông lớn đem chúng ta thuyền va vào một phát, chúng ta liền từ hỗn độn hải xuyên qua đến thiên tiên giới bên trong. Hắn sắc mặt cổ quái, cho đến ngày nay, hắn nhớ lại năm đó kinh lịch vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hỗn độn hải bên trên, tại sao lại có một ngụm kỳ quái chuông lớn, vì sao chuông lớn va chạm bọn hắn, bọn hắn liền sẽ trở lại thiên tiên giới. Bất quá, trong hỗn độn hải kỳ lạ hơn đặc biệt sự tình hắn đều trải qua, chỉ là muốn tưởng tượng, liền lược qua việc này. Chúng ta trở lại thiên tiên giới về sau, mới phát hiện thiên tiên giới bị triệt để hủy diệt đạo hôi trồng chất ngàn dặm vùi lấp hết thảy chúng ta những người may mắn còn sống sót này trở thành sau cùng long tộc hắn lại phấn chấn thế là chúng ta gian khổ khi lập nghiệp một lần nữa kiến thiết thiên tiên giới bất quá lần này trùng kiến không phải muốn trùng kiến năm đó thiên tiên giới mà là muốn rèn đúc một cái hoàn toàn mới bỉ ngạn thiên tiên giới chính là tam giới bỉ ngạn minh đạo long đế ánh mắt cuồng nhiệt chúng ta muốn tu hành bỉ ngạn đạo pháp phục khắc bỉ ngạn văn minh, chúng ta muốn vứt bỏ long văn tu luyện lý văn. Muốn vứt bỏ truyền thống, vứt bỏ lễ nghi, vứt bỏ kiêu ngạo, vứt bỏ quá khứ hết thảy. Chúng ta trùng kiến thiên tiên giới, đóng giống như bọn hắn tiên điện, tu giống như bọn hắn ốc xá, tu luyện công pháp của bọn hắn, mặc xiêm y của bọn hắn, nói bọn hắn mà nói, viết chữ của bọn hắn, hết thảy cũng giống như bỉ ngạn một dạng. Chúng ta còn triệu hoán động uyên, có thể cùng bỉ ngạn vãng lai. Viễn tổ, chúng ta cần trở lại tam giới hắn nhìn xem hứa ứng, trầm giọng nói thiên tiên giới đã tìm được chân chính con đường, nhưng địa tiên giới cùng nhân gian giới còn tại man hoang bên trong. Bọn hắn tu luyện cũ kỹ không chịu nổi đạo Pháp, đi lấy ngàn vạn năm trước lễ nghi, nói ngôn ngữ cổ xưa, bọn hắn so năm đó chúng ta còn muốn suy yếu. Tam giới, nhất định phải táng hóa, hứa ứng trong lòng giật mình, cười ha ha nói tam giới táng hóa. Như thế nào táng hóa? Minh Đạo Long để ánh mắt sốt ruột, nói chỉ cần đem thiên tiên giới bên ngoài chất keo vật chất đánh ra một con đường, chúng ta liền có thể giáng lâm địa tiên giới, đem bỉ ngạn văn minh đưa đến địa tiên giới cùng nhân gian giới. Hứa ứng nói, nếu là người ở đó không muốn táng hóa đâu. Minh Đạo Long đế nói, bọn hắn sẽ nguyện ý, không nguyện ý, chỉ là những cái kia đau đầu nhi, chỉ là những cái kia ngoan cố phái, đem đầu bóp, đem lão ngoan cố giết, đem nhân gian giới địa tiên giới thiên địa đại đạo táng hóa, không liền có thể lấy làm được sao toàn diện táng hóa chính là đơn giản như vậy hứa ứng nói làm sao người biết địa tiên giới cùng nhân gian giới đạo pháp liền so táng hóa yếu nếu là địa tiên giới cùng nhân gian giới đạo pháp mạnh hơn đấy minh đạo long đế cười nói viễn tổ cùng tổ thần là cỡ nào cường đại còn không phải thua ở trong tay của ta hứa ứng lắc đầu nói tổ thần là thiên địa nguyên thần đại đạo tự thành ta chỗ tu trì cũng chỉ là viễn cổ đạo pháp cùng bây giờ đạo pháp cũng không nhất trí Minh Đạo Long Đế nói, cái kia tên là Thánh Tôn Nguyên Dục Tiểu Man Di, là địa tiên giới người thứ nhất, nhưng ở ta thiên tiên giới bên trong, giống nhau cảnh giới, không táng hóa liền có thể đánh bại hắn, nhiều đến 27 người, có khác 8 người còn tại ý đổ đánh xuyên qua khu vực chất keo, chưa từng trở về. Hứa ứng cười ha ha nói, Thánh Tôn Nguyên Dục, địa tiên giới Tiểu Man Di vậy? Hắn có tài đức gì, dám nói chính mình là Điệt tiên giới người thứ nhất? Minh Đạo Long Đế nhướng nhướng mày. Hứa ứng nói, nguyên dục tiểu nhi, tại địa tiên giới chỉ có thể xếp tại trăm tên bên ngoài lần này địa tiên giới trăm vị cường giả án binh bất động chính là phái hắn đến đây chịu chết ngươi nếu là chỉ nhìn đạo pháp thần thông của hắn ta sợ ngươi sẽ đánh giá thấp địa tiên giới minh đạo long đế trên dưới dò xét lộ ra vẻ ngờ vực chỉ cảm thấy lúc này viễn tổ cùng mấy ngày trước đây viễn tổ tựa hồ có chút khác biệt hứa ứng nói nguyên dục địa tiên giới nguyễn đản không được nhưng ta hiểu rõ một người rất cứng đi người này tên là hứa ứng đã tiến vào thiên tiên giới, bất quá là cái đạo cảnh thất trọng thiên người tu hành thôi, hắn lần này đến chính là vì nghiệm chứng một sự kiện, khiêu chiến thiên tiên giới, xác minh địa tiên giới đạo Pháp cùng bị ngạn đạo Pháp mạnh yếu. Minh đạo Long đế khẽ nhíu mày, chuyện này hắn cũng không nghe nói qua. Hứa ứng nói, vị này hứa ứng, sớm đã xác minh hắn tại đạo cảnh thất trọng không có địch thủ, gặp phải long tộc hơn 10 vị trưởng lão vây công truy sát, còn từ toàn thân trở ra. Người này ngay tại hướng đế đô đi tới, bệ hạ, Người đơn giản là muốn ta cùng tổ thần giúp người đả thông khu vực chất keo, giúp người thống trị tam giới. Nhưng nếu thiên tiên giới có long tộc tu sĩ, có thể tại đạo cảnh thất trọng đánh bại cái này gọi hứa ứng ngạnh hán, ta liền làm chủ giúp người đem tam giới táng hóa. Minh đạo long đế hai con người sáng lên, một lời đã định. Một lời đã định, Minh đạo long đế lập tức quay người rời đi, triệu tập mấy cái thân tín, do hỏi, nhanh đi tìm kiếm, phải chăng có cái gọi hứa ứng tiến vào ta thiên tiên giới. Cùng một thời gian, hứa ứng vứt xuống đại long nhục thân, liền từ trở về thân thể của mình, cười ha ha. Minh mạn công chúa gặp hắn vui vẻ, vội vàng cười nói, man di sư phụ cười cái gì? Ta cười long đế vô mưu, bị ta bày một đảo. Hứa ứng đem việc này nói thẳng ra, nói, cái kia long đế chắc chắn sẽ để cho người ta lấy đạo cảnh thất trọng thực lực hướng ta xuất thủ, chẳng phải là bị ta tiện tay đánh bại. Minh mạn công chúa trần chờ một chút, nói tiểu sư phụ, đạo cảnh thất trọng bên trong thật có chút lợi hại đến cực điểm, như ca ca ta liền rất lợi hại. Hứa ứng liếc nàng một cái, thâm biểu hoài nghi, chương 1198, mạch nước ngầm động, đạo thành viết, Long đình đế đô, thiên thừa tướng Nguyên Hanh vội vàng đến đây, dưới chướng hắn Long Tiên đã đem hứa ứng sự tích chỉnh lý tốt, do hắn đưa đến Minh Đạo Đế trên án đài. Minh Đạo Đế đọc qua hồ sơ, cẩn thận thẩm duyệt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hứa ứng này, chính là trước mặt mọi người giết thất huyền công tử Man Di kia. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói là, kẻ này hung hãn không gì sánh được chẳng những giết thất huyền công tử còn tung thuyền hành hung nghiền chết không ít long tiên dẫn xuất rất lớn động tĩnh thất huyền công tử sư tôn là bỉ ngạn bất hủ ẩn nguyên tử vì chuyện này động lôi đình chân nộ dự định tự mình đến đây hỏi tội minh đạo đế sắc mặt ngưng trọng nói bỉ ngạn bất hủ tự mình đến đây hương sư vấn tội chỉ sợ mục đích của hắn chẳng phải đơn thuần a à, ẩn nguyên tử nếu là tự mình giáng lâm ta long tộc không biết muốn tổn thất bao nhiêu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, bởi vậy, bắt hứa ứng hung phạm này, đưa đến bỉ ngạn thụ thẩm, mới có thể cự tuyệt hắn. Minh đạo đế nhẹ nhàng gật đầu, lặng yên đọc hồ sơ, càng xem càng là kinh ngạc, trầm ngâm nói, đạo cảnh thất trọng, chỉ dùng thân người, không có táng hóa liền đối đầu chư vị trưởng lão. Cái này gọi hứa ứng man di, hoàn toàn chính xác rất là bất phàm. Thiên tiên giới tại đạo cảnh thất trọng có hắn thực lực này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long tộc nhục thân trời sinh liền so với nhân tộc cường hoành, Pháp lực cũng so với nhân tộc pháp lực càng thêm hùng hồn, hứa ứng lại lấy thân người cùng tất cả đại tộc lão đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí Tử Thanh Long thành chiến dịch, hắn tuần tự đối kháng hơn 20 vị long tộc tộc lão, còn sống tiến vào Tử Thanh Long thành, cư trú tại Thanh Bình Quan. Sức chiến đấu cỡ này, khiến cho Minh đạo đế cũng không nhịn được động dung, hắn tiếp tục đọc qua, càng thêm kinh ngạc, hắn thế mà còn mang theo một vị nữ đệ tử, cũng là Man Di, tiến bộ thần tốc. Cái này tên là Uyển Minh nữ Man Di đi theo hứa ứng một đường càn quét Long Tiên, cũng đánh ra thanh danh. Thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, sư đồ hai người này cùng đoạn thời gian trước xuất hiện cái kia ngộ không đạo nhân, hẳn là cùng một loại con đường, đều là vô lậu kim thân pháp môn. Minh đạo đế cũng phát hiện điểm này, cười nói, vô lậu kim thân, đến từ Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo hoàn toàn chính xác cực kỳ cao đẳng, nhưng cũng bất quá là bị ngạn một loại đại đạo thôi. Ta trong long tộc cũng có người tu luyện, muốn bằng vào đạo này, liền quét ngang thiên tiên giới, thật sự là người si nói mộng. Hắn đứng dậy, nói, bất quá ta thiên tiên giới Thái Bình lâu ngày, rất nhiều long tộc đã không có trước đó huyết tính, cần phải có ngoại địch đến ma luyện bọn hắn, nếu không tương lai tất sinh vấn đề. Người truyền lệnh xuống, hắn trầm ngâm nói, hiện có địa tiên giới man di hứa ứng, uyển minh, bái phòng tiên đình, các nơi long tiên công bằng ứng chiến, không được khó xử. Nếu có bên thắng, thưởng động nguyên bốn tòa, phong hầu. Thiên thừa tướng nguyên hanh xưng phải, trần chờ một chút, do so hỏi, bệ hạ, đối với man di khiêu chiến việc nhỏ như này không cần nhớ nhung trong lòng minh đạo đế nói việc này nhìn như việc nhỏ kỳ thực không nhỏ hứa ứng người này rất có thần thông mượn viễn tổ thân thể cùng ta đối thoại khoe khoang tự thân võ lực nếu không có hắn tính cách cùng viễn tổ tính cách khác biệt ta cũng nhìn không ra cùng ta đối thoại chính là hắn thiên thừa tướng nguyên hanh lấy làm kinh hãi hứa ứng tại đế đô minh đạo đế lắc đầu nói hẳn là còn ở tử thanh thành hắn hơn phân nửa là cùng viễn tổ có cái gì hoạt động mượn viễn tổ thân thể tới gặp ta thật sự là gan to bằng trời bất quá hắn nếu tự tiến cử như vậy ta cũng muốn nhìn một chút biệt tiên giới những năm này thành tựu như thế nào thiên thừa tướng nguyên hanh bật cười nói biệt tiên giới chỉ là đại diệt tuyệt về sau may mắn còn sống sót yêu cùng người thành lập lãnh địa có thể có cái gì có thể vì bọn hắn bất quá là nhặt lên năm đó ta thái cổ long đình một chút còn sót lại tri thức phát triển đến bây giờ nó văn minh không đáng giá nhắc tới Minh Đạo Đế cười nói, nhìn một chút bản lãnh của hắn, cũng là không sao. Người mau chóng đi làm, thiên thừa tướng Nguyên Hanh không người xưng phải, lại do dự một chút, nói, bệ hạ, Minh Mạn Công Chúa tại Long Hoa thành khả năng xảy ra chút sự tình, nàng chạy ra Long Hoa Càn Nguyên học cung, đằng sau liền không cánh mà bay. Minh Đạo Đế khẽ nhíu mày, thiên thừa tướng Nguyên Hanh nói, thần nhất định sẽ mau chóng tìm được Mạn Công Chúa, xin mời bệ hạ yên tâm. Minh Đạo Đế phất phất tay, thiên thừa tướng Nguyên Hanh lui ra ngoài. Minh mạn nha đầu này, từ khi ra đời một khắc kia trở đi, liền triển lộ ra bất phàm. Nàng viễn tổ huyết mạch thuần ví nhất, cường đại nhất, đáng tiếc thành bại đều là bởi vì viễn tổ huyết mạch. Bởi vì cái này viễn tổ huyết mạch, nàng một mực không cách nào tu luyện. Minh đạo đế trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để viễn tổ đi truyền thụ minh mạn, tất nhiên có thể giải quyết minh mạn không cách nào tu luyện nan đề. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn bóp tắt. Long Đình mặc dù nhìn như vững như thành đồng, nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, không ít trưởng lão phía sau đều có bỉ ngạn bất hủ giả duy trì. Nếu như Minh Đạo Đế chi nữ lại đi đường cũ, chỉ sợ những bất hủ giả kia liền sẽ không bỏ qua hắn. Minh Đạo Đế tiếp tục đọc qua hứa ứng tư liệu, cẩn thận xem xét hứa ứng đánh bại những long tộc tộc lão kia chỗ vận dụng đạo pháp cùng thần thông, qua thật lâu mới đưa hồ sơ thu về. Nếu là địa tiên giới quả thật như vậy tích bần suy yếu lâu ngày, vì sao bỉ ngạn sẽ có một nhóm đến từ địa tiên giới cường giả, ngay cả những bất hủ giả kia cũng vô pháp tiêu diệt bọn hắn. Hắn lộ ra vẻ không hiểu, thấp giọng nói, bị ngạn đạo Pháp, thật sự có mạnh như vậy mà nói, vừa lại không cần trước ném ra ba khối thúy nham, đến phá hủy tam giới văn minh. Bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài là bỉ ngạn phong cách kiến trúc, cao lớn, băng lãnh, trang nghiêm, cùng hắn trong trí nhớ thái cổ kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Có lẽ có thể từ hứa ứng này trên thân, dò ngó mánh khóe hứa ứng như thắng như vậy thiên tiên giới phải chăng còn muốn đi theo bỉ ngạn đi đã làm cho khảo lượng trong lòng của hắn yên lặng nói đột nhiên mãnh liệt gió thổi tới rót đầy thư phòng của hắn thổi đến trên thư án hứa ứng hồ sơ rầm rầm lật lên minh đạo đế hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp bầu trời xa xăm mây đen tại hội tụ một trận trước nay chưa có bão tố ngay tại thiên tiên giới hình thành mưa gió sắp đến long đình đế đô liên quan tới hứa ứng huyền minh một đôi man di sư đồ khiêu chiến thiên tiên giới tin tức dần dần truyền ra. Man di hứa ứng lấy đạo cảnh thất trọng khiêu chiến long tộc, từ long hoa, minh phủ, tử thanh các loại tiên thành, một đường hướng đế đô đánh tới, trên đường chưa gặp được địch thủ. Long đế minh đạo hạ lệnh, triệu tập long tộc đạo cảnh thất trọng có tài chi sĩ, nghênh chiến hứa ứng, tuyệt đối không thể đọa long tộc cùng bị ngạn thanh danh. Tin tức này truyền ra, thiên tiên giới trên dưới một mảnh xúc động phẫn nộ, trong lúc nhất thời rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhao nhao đuổi tới long đình đế đô chờ man di sư đổ đến còn có không ít người dứt khoát dọc theo hứa ứng đến lộ tuyến ở trên đường chờ đợi hứa ứng thiên tiên giới thật lâu không có náo nhiệt như vậy thậm chí ngay cả minh đạo đế tri tử minh hy đế tử cũng bị kinh động chuẩn bị gặp một lần hứa ứng minh hy đế tử đạt được minh đạo đế chân truyền đồng thời năm đó đạt được bỉ ngạn bất hủ giả thái nhất đại đạo quân thưởng thức hắn dùng thời gian ngàn năm tiến về bỉ ngạn thái nhất đại đạo quân môn hạ cầu học. Trước đó không lâu học thành lúc trở về, từng có mấy vị trưởng lão thăm dò thực lực của hắn, cùng hắn từng có ngắn ngủi giao phong, tán thưởng hắn tu vi sâu không lường được, tuy là đạo cảnh thất trọng, nhưng lại có đạo cảnh bát trọng thực lực. Minh Hy đế tử lần này bế quan đã lâu, chuẩn bị đột phá đến đạo cảnh bát trọng, sở dĩ xuất quan, chỉ sợ là phụng minh đạo đế chi mệnh, tạm hoãn đột phá, ứng đối man di kia hứa ứng. Nếu như Minh Hy đế tử đột phá đến đạo cảnh bát trọng, liền không cách nào xuất thủ. Minh Hy đế tử đi vào đế đô trên cổng thành, hắn là dị nhân hình thái, cũng không bảo trì đầu rồng thân người. Kinh lịch bị ngạn cầu học long tộc thế hệ trẻ tuổi, rất thái bảo cầm đầu rồng thân người. Minh Hy đế tử ngóng nhìn tử thanh long thành phương hướng, đột nhiên lòng có cảm giác, nói, man không minh, người đã đột phá đạo cảnh bát trọng thiên, lần này ngươi vô duyên xuất thủ. Phía sau hắn thêm ra một cái dị nhân hình thái nam tử, nhanh chân hướng hắn đi tới, rất là hùng tráng, chính là một tôn man long chứng đạo, bởi vậy lấy man làm họ, nói, điện hạ, ta đã đem đệ bát trọng cảnh giới chém xuống tới. Minh Hy đế tử động dung, lộ ra vẻ khâm phục, nói, man huynh vì đối phó hứa ứng, vậy mà tự chém tu vi. Lần này tự chém, chẳng biết lúc nào mới có thể tu luyện trở về. Man huynh dũng khí, khiến cho người khâm phục, chỉ là man di, không cần phải nói. Minh hy, ta tự chém tu vi, vì ngươi, man không minh cười ha ha nói, ngươi ta từ nhỏ đánh tới lớn, lẫn nhau có thắng bại nhưng ta tiến cảnh tu vi càng nhanh nhanh hơn ngươi một bước chứng đạo ta nguyên bản định đợi đến ngươi lần này bế quan đi ra lại phân cao thấp không nghĩ tới ngươi vì man di này mà phong bế cảnh giới không có đột phá đã ngươi không đột phá như vậy lão tử chứng đạo thì có ích lợi gì